Mục thần ký tập 485 đến 488, ca ca kiêu ngạo, lãng uyển thần vương chúc các bạn xem video vui vẻ. Sát sinh đình, A Sử, thổ bá chuyển thế thân, đoạn ký ức này giấu ở trong sát sinh đình, Tần Mục đã từng lấy cách thức khác trải qua những năm tháng khổ sở này của thổ bá, ở trong đoạn từng trải này, hắn trở thành A Sử, đặt hai tử trên đầu mọc sừng trâu ở đầu vai, kéo sợi dây xích vô cùng nặng nề do đại đạo u đâu biến thành, xông lên thiên đình, biến thiên đình thành bóng tối, bởi vì là ký ức của sát sinh đình tần mục gần như tương đương với hóa thành a sửu một lần bởi vậy đối với đoạn trải qua này hắn có ấn tượng sâu sắc hư thiên tôn nhìn sát sinh đỉnh một ít trí nhớ mơ hồ dâng lên đầu nhưng lập tức lại dần dần mơ hồ sắc mặt nàng khôi phục lại lạnh nhạt liếc mắt nhìn tần mục mục thiên tôn hỏa thiên tôn ba người chúng ta chắc hẳn đủ để vượt qua cầu hư không chạy thẳng tới đầu bên kia nàng làm như không nhìn thấy sát sinh đỉnh nhìn về phía hỏa thiên tôn đang duy trì thuyền bỉ ngạn đề nghị chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác bí ẩn ở vô ưu hương lại có thể được giải giọng nói của hòa thiên tôn truyền đến ta sớm có dự định hợp tác cùng nàng chẳng qua là nàng không chịu mà thôi hư thiên tôn nhìn về phía tần mục nói mục thiên tôn nghĩ sao tần mục thu sát sinh đình mỉm cười nói ta cũng sớm có dự định tìm được vô ưu hương hư thiên tôn khẽ gật đầu nàng một mình xông vào cầu hư không bị thương thế rất nặng nàng lập tức ngồi xuống lẳng lặng chữa thương tần mục khẽ nhíu mày thái độ của hư thiên tôn làm cho hắn có chút hoài nghi theo lý mà nói hư thiên tôn nhận ra được sát sinh đỉnh tuy nhiên nhìn thái độ của nàng mặc dù nhớ ra sát sinh đỉnh nhưng hình như không có kích động như vậy lẽ nào hư thiên tôn cũng giống như tổ thần vương tổ thần vương mặc dù là nhi tử của thiên công lại một lòng muốn giết chết thiên công chiếm lấy vị trí của hắn chẳng lẽ hư thiên tôn cũng ôm suy nghĩ tương tự dự định giết chết thổ bá chiếm lấy vị trí hư thiên tôn là nữ nhi của a sử do thổ bá chuyển thế thân rơi vào tay của cổ thần thiên đế trở thành nhược điểm của thổ bá rơi vào trong tay của thiên đế thiên đế xem nàng như con tin dùng để khống chế thổ bá những năm gần đây hư thiên tôn gặp phải chuyện gì bị giáo dục thế nào tần mục hoàn toàn không biết gì cả khi đó hư thiên tôn chỉ là một tiểu nữ hải mới ra đời không bao lâu tương đương với một tờ giấy trắng quan niệm thiện ác của nàng đều hình hành ở trên thiên đình nàng sẽ lớn lên thành người thế nào toàn bộ phải xem thiên đình truyền thụ cho nàng cái gì hỏa thiên tôn bảo ta cẩn thận nàng xem ra ta thực sự phải cẩn thận nàng trong lòng hắn thầm nghĩ có hư thiên tôn và hỏa thiên tôn lại thêm thuyền bì ngạn do tần mục tưởng tượng ra đoạn đường này thuận lợi hơn rất nhiều cuối cùng bọn họ đi tới ba gian phòng ở cưới cầu hư không tần mục lấy xuống tinh bàn đi hắn cùng lạc vô song thả người nhảy xuống thuyền bì ngạn đi tới trước ba gian phòng này trước hỏa thiên tôn và hư thiên tôn cũng nhảy xuống hai người vừa rơi xuống đất thuyền bì ngạn ở trong cơn lốc hư không bị phá thành mảnh nhỏ hóa thành thần thức điên cuồng phun ra cuốn vào trong hư không hủy diệt ba gian phòng này đều có ngọn đèn truyền đến ánh đèn sáng tỏ mặc dù ba gian phòng là ở trong hư không nhưng lại không bị cơn lốc hư không phá hủy trái lại ngay cả ngọn đèn dầu cũng chưa từng dao động không khỏi khiến cho người ta tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ phải biết rằng cho dù là tồn tại như hỏa thiên tôn hư thiên tôn vậy cũng không có cách nào dựa vào sức một mình vượt qua cầu hư không gian nhà này không lớn lại có thể sừng sững ở nơi đây thực sự có chút kỳ quái hỏa thiên tôn hư thiên tôn lướt mắt nhìn nhau đi vào gian phòng ở giữa trong lòng tần mục thoáng động hắn không cùng với bọn họ tiến vào trong mà cảm ứng tần phượng thanh hắn cùng với tần phượng thanh có liên kết huyết mạch đã từng dùng chung một thân thể dùng chung một linh hồn giữa hai người tồn tại một cảm ứng vô cùng kỳ diệu ở vùng đất thái hư hắn không có cách nào cảm ứng được tần phượng thanh bởi vậy hắn biết vô yêu hương không ở vùng đất thái hư đến nơi này hắn vừa phát ra cảm ứng lại lập tức nhận được đáp lại trong thần tàng của hắn ánh sáng hình dạng cánh bướm đột nhiên hiện lên phân tán về hai bên càng lúc càng lớn phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng không bao lâu ánh sáng giống như cánh hồ điệp về hai bên ực ực một tiếng lộ ra một con mắt to tràn ngập ma tính con mắt lan vài cái tiếp theo ánh mắt rơi vào trên nguyên thần của tần mục vui vẻ nói đệ đệ hư hỏng sao đệ đệ lại tới đây sau đó hai con mắt khác xuất hiện cái mặt to lớn béo mập tần phượng thanh tử cũng từ trong không trung ép ra ngoài sau đó là thân thể hình chiếu của tần phượng thanh ngồi ở trong hư không hai tay khoanh ở trước ngực mừng rỡ vừa rồi không cánh mà bay đầu hất sang một bên hư lạnh nói ngươi tới làm cái gì ngươi đừng tưởng rằng qua lâu như vậy ta lại tha thứ cho ngươi, ngươi đào ta ra, vứt xuống u đô, trả hồn cho ta, làm hại ta khóc rất lâu. Ta hiện tại sống rất tốt, mỗi ngày đều có người để đánh, mỗi ngày đều có thần ma có thể ăn. Ta cho ngươi biết, ngươi không lừa được ta đâu. Tần mục ngẩng đầu cười nói, ca, ta nhớ ca. Tần phượng thanh mặt mày rạng rỡ, xoay đầu lại, ta cũng nhớ ngươi. Ngươi đến vô ưu hương rồi sao? Ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Tần mục nói ra vị trí của mình, lại nói, ta chỉ muốn xác định ca có ở trong vô yêu hương hay không thôi hiện tại có hai vị thiên tôn đang ở bên cạnh ta sẽ không dẫn bọn họ đi tới trong vô yêu hương ca không cần qua ta chỉ cần biết vô yêu hương ở nơi đây lại sẽ trở lại tần phượng thanh có chút mất mát sau một lúc lâu nói ngươi nói ba gian phòng sao ở trong đó rất nguy hiểm đáng sợ là đám người cao to lưu lại cạm bẫy không nên đi vào tần mục giật mình thất thanh nói ba gian phòng này là cạm bẫy do chúa sáng thế lưu lại hắn không nhịn được sởn tóc gáy Chúa sáng thế lưu lại cạm bẫy ở điểm cuối trên cầu hư không, hay có người qua cầu nhiều lần trải qua nguy hiểm khó khăn, cử tử nhất sinh đi tới nơi này, nhất định sẽ tiến vào ba gian nhà kiểm tra. Chỉ cần đi vào trong nhà, lại sẽ chúng phải cạm bẫy do các chúa sáng thế lưu lại, tuyệt đối không khả năng tránh thoát. Nếu không phải tần mục trời sinh tính tình cẩn thận, liên hệ tần phượng thanh trước, khẳng định hắn cũng sẽ đi vào trong ba gian nhà này. Bọn họ là chúa sáng thế sao? Tần phượng thanh cũng giật mình, rõ ràng không biết thân phận của đám người cao to, gãi đầu lớn. Nói, muốn ngược lại rất tốt, những người cao to rất hư, mỗi ngày đều tới đánh chúng ta, vô yêu hương cũng có chút ít lo lắng, mỗi ngày đánh tới đánh lui, chết không ít người, sau khi ta đi tới nơi này ngược lại được ăn rất thoải mái. Nhưng vào lúc này, trong gian phòng chính giữa phía trước tần mục đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt, khí tức vô cùng khủng khiếp bạo phát ra, không ngờ hỏa thiên tôn. Hư thiên tôn cả phải nguy hiểm, ở bên trong phòng gia tay độc ác, không biết đang giao phong cùng kẻ địch gì. Hai đại thiên tôn có thực lực hiếm có trong thiên hạ cho dù là cổ thần như địa mẫu thổ bá thiên công cũng không dám nói có thể thắng được bọn họ nhưng đối thủ của hai vị thiên tôn này dường như mạnh mẽ đáng sợ tự nhiên ngăn cản được công kích của hai đại thiên tôn này bên cạnh tần mục trong lòng lạc vô song nhất thời kinh sợ lại muốn xông vào trong phòng tần mục giơ tay lên ngăn cản ra hiệu hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ tần phượng thanh nói đã bị nhốt ở trong phòng muốn ra sẽ rất khó khăn ta nghe nói lão tổ tông có lần cũng bị nhốt ở bên trong phải mất nhiều năm mới thoát ra được những chùa sáng thế rất hư nhưng mùi thì lại rất ngon hắn nói năng bừa bãi tư duy liên tục thay đổi tuy nhiên cũng may tần mục cùng hắn là cùng sinh hơn nữa tư duy của tần mục cũng rất nhảy nhót rất dễ dàng có thể hiểu được ý tứ của hắn như vậy nên đi tới vô yêu hương thế nào tần mục hỏi nơi đó có ba gian phòng ở tần phượng thanh nói phòng ở giữa chính là đường đi tới vô ưu hương tần mục nghi ngờ phòng ở giữa chính là đường đi tới vô yêu hương sao hư thiên tôn và hỏa thiên tôn đã tiến vào gian phòng ở giữa tại sao bọn họ không có tìm được vô ưu hương trái lại còn gặp phải kẻ địch người tạm thời không nên đi vào hãy đóng cửa phòng trước tần phượng thanh tiếp tục nói khi cha mẹ tới đó chính là đóng cửa phòng liên tục đóng cửa mở cửa nhiều lần sau đó mở cửa bên trong cửa chính là vô ưu hương cụ thể là đóng cửa mở cửa thế nào ta không có nhớ kỹ ngươi chờ một chút ta đi hỏi cha mẹ thân hình của hắn biến mất chắc là đi hỏi thăm phù thê tần hán chân tần mục đứng ở chiếc gian phòng chính giữa này nhìn vào bên trong bên trong đèn đuốc sáng trưng nhưng không thấy được bóng dáng hỏa thiên tôn và hư thiên tôn, chỉ có thể nghe được âm thanh thần thông va chạm, còn có thể cảm ứng được hai khí tức thiên tôn này. Tần mục cẩn thận quan sát, căn phòng này bố trí đơn giản, ngọn đèn dầu chắc do tưởng tượng ra, giống như một mặt trời nhỏ trôi lơ lửng ở chính giữa gian phòng. Trên vách tường đối diện cửa phòng là một bức tranh vẽ, ngoại trừ bức tranh vẽ này ra, trong phòng còn có một bàn, trên bàn bày đặt một bồn cây cảnh. Bức tranh vẽ trên tường thu hút chú ý của tần mục, hắn cẩn thận quan sát kỹ, đây cũng không phải là bức tranh vẽ trên tường, mà là một mảnh thế giới. Thành tựu của Chúa Sáng Thế ở trên phương diện nghệ thuật cũng không cao, bọn họ chủ yếu dựa vào tưởng tượng, bức tranh trên tường lại có non xanh nước biếc giống như thật, trong bức tranh còn có vô số người, thú lớn, rõ ràng không phải do Chúa Sáng Thế vẽ ra tới, mà là một thế giới được tưởng tượng ra. Thế giới kia nhìn như treo trên tường, thật ra rất lớn, hư thiên tôn và hỏa thiên tôn chắc là tiến vào thế giới trong bức tranh vẽ trên tường, ở bên trong gặp phải kẻ địch, đệ đệ hư hồng, ta hỏi được rồi, Hình chiếu của Tần Phượng Thanh lại xuất hiện một lần nữa ở trong linh thai thần tàng của hắn, nói không phải đóng một cửa ở giữa mà ba cửa phòng đều phải đóng mở ra, cần phải dựa theo thứ tự khác nhau để đóng mở ra. Người xem trước một chút, trong phòng ở giữa có phải có bức tranh vẽ trên tường không? Tần Mù gật đầu, không nên đi vào bên trong là thế giới luân hồi, sau khi đi vào lại sẽ luân hồi chuyển thế, địch ta chẳng phân biệt được, như một nhà cũng sẽ giết tới máu chảy thành sông. Tần Phượng Thanh hình như đang lắng nghe gì đó, sau một lúc lâu tiếp tục nói ngươi trở lại gian phòng bên trái nhìn bên trong có phải có một cái bàn và một giá cắm nến hay không tần mục đi tới căn phòng bên trái quan sát một hồi lắc đầu nói bên trong là một khuê phòng chỉ có một cái giường trước giường có một cây kiếm tần phượng thanh nói người đóng cửa phòng trước sau đó mở ra chờ nhìn thấy được trong phòng xuất hiện một cái bàn một giá cắm nến thì dừng lại tần mục theo lời tiến lên đóng cửa phòng lại để cửa phòng ra hắn không khỏi ngẩn người cảnh trí trong phòng thay đổi lớn hắn không ngờ thấy xuất hiện không trung nguyên giới ngoài cửa chính là nguyên mộc trên nguyên mộc còn có cung điện trùng trùng điệp điệp rất nhiều thần nhân đứng sừng sững ở trước cung điện bảo vệ nơi đó những thần nhân kia nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cánh cửa thì bị dọa cho giật mình vội vàng cao giọng hô lớn phát động thần binh lại muốn đánh tới tần mục vội vàng đóng cửa lại lại một lần nữa mở ra trước mặt chính là một con con người cực lớn với ma hỏa thiếu đốc hừng hực con mắt kia lan lông lốc chuyển động ánh mắt rơi vào trên thân tần mục Tiếp theo trong đại điện sâu trong ma nhãn có một vị thổ bá đi ra, đứng ở trước đài nhìn về phía bên này, lộ ra vẻ nghi ngờ, tần mục đóng cửa phòng, lại một lần nữa mở ra, bên trong lại là một dãy cung điện, còn có hồ nước, có vài thần nữ dung mạo xinh đẹp đang ở trần tắm rửa chơi đùa ở trong hồ, có người xấu nhìn trộm, những thần nữ sợ hãi kêu lên, tất cả đều nhảy ra, ôm trang phục trên bờ vào trong ngực, người trần chuồng bỏ chạy, lưu lại một mảnh mông trắng bóng, là mục thiên tôn nhìn trộm chúng ta, người vô liêm sỉ này hắn không biết nơi này là hậu cung của bệ hạ sao dám cả ga nhìn trộm phi tử tắm nhanh đi bẩm báo với bệ hạ áp giải người này lên trảm thần đài chém đầu tần mục xấu hổ đỏ mặt trong đầu đều là mông trắng bóng vội vàng đóng cửa lại hắn lại một lần nữa mở cửa thế giới phía sau cửa lại biến đổi một con rồng xanh dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm đang ôm một ngọn núi tuyệt đẹp nhắm mắt lại sử dụng ngọn núi kia để bài răng con rồng xanh hình như cảm ứng được điều gì cảm thấy kinh hãi vội vàng mở mắt tần mục đã đóng cửa lại cửa phòng này quá kỳ quái làm sao có thể nối liền với nhiều nơi như vậy vừa rồi là thanh long đại đế sao tần mục mở cửa phòng trong cửa phòng cuối cùng xuất hiện một cái bàn và một giá cắm nến giọng nói của tần phượng thanh truyền đến nói ngươi lại đi sang gian phòng bên phải khép mở cửa phòng đợi cho trong phòng xuất hiện một đóa hoa sen lại đóng cửa phòng tần mục theo lời đi tới gian phòng bên phải đóng cửa phòng lúc mở ra bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi Mục thiên tôn không biết xấu hổ nhìn trộm đế phi tám đang ở phía trước Tần Mục lập tức nhìn thấy được một đám thiếu nữ trang điểm xinh đẹp lại phẫn nộ khác thường chạy về phía bên này, hắn cuống quyết đóng cửa phòng, thầm nghĩ, tại sao vẫn là tầm cung của thiên đế vậy? Tần Mục lần thứ hai đóng cửa phòng bên phải, lại mở ra, cảnh sắc trong phòng lại biến đổi chỉ thấy một mảnh tối tăm, không nhìn thấy được bất kỳ vật gì, đột nhiên, bóng tối chợt tách ra, một con mắt cực lớn nhét đầy cả căn phòng, Tần Mục lập tức đóng cửa phòng, tim đập loạn thình thịch thình thịch, mở ra gian phòng cuối cầu hư không thật đúng là kích thích mỗi lần đều có thể khiến người ta khiếp sợ. Hắn lại một lần nữa mở rộng cửa, bên trong phòng lại là một hố đen đang phun trào, khiến cho hắn sờn tóc gáy, vội vàng đóng cửa phòng. Tần Mục liên tục thử vài lần, cuối cùng tìm được gian phong có xuất hiện một đóa hoa sen. Tần Phượng Thanh lại đang nghiêng tai lắng nghe, hiển nhiên bên cạnh có người chỉ điểm hắn, nói, hiện tại, trái hai phải một giữa năm phải ba giữa một phải hai trái bốn giữa bảy hắn giống như đang nói một ít mật mã cổ quái tần mục cẩn thận lắng nghe Ghi nhớ lời của hắn nói, trong lòng không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nếu đây là trình tự mở cửa, như vậy thật không có khả năng tìm được vô lưu hương. Người bình thường đi tới nơi này, chỉ biết tiến vào trong cửa, căn bản sẽ không đi thử mở cửa đóng cửa, mà tiến vào trong cửa lại sẽ rơi vào cạm bẫy của chúa sáng thế, giống như hỏa thiên tôn hư thiên tôn bị nhốt lại, cho dù có thể trốn ra, bọn họ không biết thứ tự đóng mở cửa, cũng không thể tìm được. Càng mấu chốt hơn chính là, mở cửa đóng cửa lại chia ra làm nhiều lần, cái này cần phải không ngừng thử nghiệm, hơn nữa mỗi lần mở cửa phía sau cửa đều là một nơi vô cùng nguy hiểm hậu cung của thiên đế trước mặt thổ bá trước mặt nguyên mộc còn có các loại địa phương hiểm yếu chỉ có chút lơ là lại có khả năng bị tồn tại phía sau cửa chém giết đương nhiên thời điểm chúa sáng thì thái hư sáng tạo ra thiên địa và ba gian nhà kỳ lạ này địa mẫu nguyên quân còn ở nhân thế mà bây giờ địa mẫu nguyên quân đã chết bởi vậy khi mở ra cánh cửa nguyên giới nguyên mộc lại không quá mức nguy hiểm đáng sợ nhiều nhất là một nhóm thần nhân trông cửa sông qua đánh muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải huyền bí thứ tự mở cửa gần như là không có khả năng khả năng lớn nhất trái lại là bởi vì nhiều lần mở cửa bị tồn tại đáng sợ phía sau cửa giơ tay lên tiêu diệt nhưng chúa sáng thế thái hư thật đúng là lợi hại khai hoàng làm sao biết được thứ tự mở cửa vậy tần mục cẩn thận suy nghĩ một lát trong lòng đã có suy đoán trên bản đồ địa lý thái hư do vân thiên tôn giao cho khai hoàng chỉ sợ có thứ tự mở cửa vân thiên tôn cùng chúa sáng thế thái hư hợp lực bố trí cạm bẫy ám toán thái đế có thể thấy được quan hệ giữa hắn cùng với chúa sáng thế thái hư vẫn vô cùng tốt có thể lúc những chúa sáng thế rời khỏi vùng đất thái hư đã nói thứ tự mở cửa cho hắn biết tần phượng thanh nói một lần thứ tự mở cửa sau đó trịnh trọng vạn phần nói nhất định phải nhớ thứ tự mở cửa không được sai lầm bằng không sẽ không có cách nào mở ra cánh cửa tiến vào vô ưu hương còn nữa sau khi ngươi tiến vào vô ưu hương không nên đi loạn cha mẹ nói bọn họ đã chuẩn bị thuyền sau khi xông ra khỏi vòng vây lại đi đón ngươi tần mục gật đầu ảo ảnh của tần phượng thanh tản đi âm thanh càng lúc càng xa nhớ kỹ nhất định không nên đi loạn những chỗ sáng thế ngon miệng rất hung tàn ảo ảnh của hắn biến mất tần mục thở hắt ra một hơi đi tới trước cửa phòng bên trái cười nói lạc huynh huynh lại thấy được lạc vô song không nghi ngờ hắn đi ra phía trước tần mục đẩy cửa ra phía sau cửa chính là nguyên giới nguyên mộc những thần nhân trông coi thiên cung trong tán cây nguyên mộc kia lập tức phát động thần thông cầm thần binh đánh tới tiếng hò hét chấn động trời cao tần mục sau lưng dùng sức đẩy lạc vô song vào trong cửa cười nói, Lạc Huynh, Huynh về nguyên giới trước, qua mấy ngày nữa ta sẽ trở lại gặp Huynh. Lạc vô song bị hắn đẩy, không thể làm theo ý mình, ngã vào nguyên giới, hắn lập tức thấy trước mắt có hàng vạn hàng nghìn thần nhân đánh tới, không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại, tức giận mắng một câu, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa đã đóng, hắn chỉ đành phải kiên trì nghênh đón những thần ma kia, trong lòng thầm nghĩ, nơi này là lãnh địa của vị thiên tôn kia, thiên cung thành lập ở nguyên giới, nếu như ta giết thần nhân chấn thủ ở đây, chỉ sợ là vị thiên tôn ác độc kia. Trong mười thiên tôn, ta đã đắc tội đế hậu nguyên mỗ và hư thiên tôn, hạo thiên tôn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta, ta đắc tội bốn vị thiên tôn, như vậy đắc tội thêm một vị nữa cũng là không sao. Hắn tập trung nguyên khí, hóa thành thần đao nghênh đón những thần nhân chấn thủ thiên cung kia, hạ sát thủ, trong lòng thầm nghĩ, không hạ sát thủ, rất khó sống sót lao ra khỏi đây, lạc huynh hình như đang mắng ta, tần mục liên tục mở cửa hai lần, lại đi tới phía trước gian phòng bên phải, mở cửa ra một lần, tiếp theo đi tới trước gian phòng chính giữa, thầm nghĩ, người này đắc tội nhiều thiên tôn như vậy, lại nghe được nhiều bí ẩn như vậy, người thiên tôn của thiên đình gần như sắp bị hắn đắc tội sạch sẽ, hiện tại lại đắc tội vị mục thiên tôn ta, hừ hừ, hắn ngược lại không phải không tin được lạc vô song, mà chuyện về vô yêu hương quan trọng, người biết vị trí của vô yêu hương càng ít càng tốt, cho nên hắn đưa lạc vô song đi trước, hắn căn cứ vào thứ tự mở cửa do tần phượng thanh nói, hết mở lại đóng, qua một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng làm xong tất cả những điều này sau đó hắn trở về trước cánh cửa gian phòng ở giữa, dùng hai tay mở cửa ra, phía sau cửa là ánh nắng chiếu qua, khiến cho hắn không khỏi híp mắt lại, giơ tay lên che ở trên chân mày một chút, đợi đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng mặt trời, lúc này hắn mới buông tay xuống. Ở phía trước hắn là cây cối rậm rạp thành rừng, những cây cối cao lớn cắm thẳng vào tận trời cao, ở trên trời có chim muông cực lớn bay qua, con chim lớn mọc sáu cái cánh bay qua phía trước một ngọn thần sơn tuyệt đẹp, núi thần trải dài chập trùng, một tòa lại nối tiếp một tòa cao thấp khác nhau mây trắng như biển tung bay ở quanh núi thần những con chim lớn sáu cánh bay qua ngọn núi đâm vào biển mây trong biển mây truyền đến tiếng kêu tần mục đi vào cánh cửa hít vào một hơi thật dài không khí nơi này vô cùng trong lành trong không khí có chút hơi nước hắn nghe được tiếng nước chảy hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy được ba gian nhà phía sau chỉ thấy ra nhà cuối cầu hư không được xây ở trên đỉnh một ngọn núi ba gian phòng này lại ở sau lưng tần mục bên cạnh chính là một thác nước nước chảy từ nhà bên cạnh chảy xuống sườn núi rơi vào một tảng đá nhô ra ở giữa sườn núi, thác nước chia làm hai, chút xuống, phi quỳnh tiết ngọc, tần mục từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn thấy được hai dải cầu vồng treo ở giữa sườn núi, ta rõ ràng là đi vào trong gian nhà ở giữa, nhưng đi tới nơi này, lại là đi ra khỏi gian nhà, thật đúng là cổ quái, hắn nhịn không được tán thưởng sự thần kỳ của chúa sáng thế, bọn họ lại có thể tưởng tượng ra gian nhà kỳ diệu như vậy, điều này so với thuật không gian của Nguyệt Thiên Tôn cũng không kém hơn bọn họ, ở đây chính là vô ưu hương sao tần mục cảm ứng được trong mảnh thiên địa này tràn ngập thần thức vô cùng nồng đậm chắc là thế giới do chúa sáng thế tạo hóa thành nhưng ở đây không có trải qua phá hủy khủng khiếp như vùng đất thái hư vậy không có quỷ dị cùng đáng sợ của vùng đất thái hư có thể nói là vô cùng yên lành tâm niệm hán thoáng động một chén rượu ngon xuất hiện ở trong tay tần mục uống rượu ngon sau đó ném cái chén ra cái chén đột nhiên biến mất thật đúng là một địa phương cổ quái ta còn chưa vận dụng đại la vô thượng thần thức cũng không có dùng bao nhiêu thần thức chẳng qua chỉ suy nghĩ một lát lại có rượu ngon xuất hiện ở đây quá kỳ diệu tần mục không nhịn được tán thường thầm nghĩ người sinh sống ở nơi này chẳng phải là không cần làm việc chỉ cần dùng tâm niệm thoáng động lại sẽ có rượu ngon món ngon sao chỉ cần suy nghĩ một chút lại có điện ngọc quỳnh lâu nếu quả thật sự như thế ở đây đảo có thể xưng là vô ưu hương tuy nói như vậy nhưng muốn đạt được trình độ suy nghĩ cái gì lại có cái đó lại vẫn cần có thành tựu nhất định trên phương diện thần thức chủ yếu là bởi vì tu vi thần thức của bản thân tần mục quá mạnh mẽ hắn vừa thoáng động tâm niệm, điều động thần thức đã cực kỳ đáng sợ, thần thông giả bình thường không thể sánh ngang được. Hắn xoay người lại đóng cửa phòng, ngồi ở đỉnh của thác nước, lẩm bẩm, ca ca bảo ta ở chỗ này chờ, phụ mẫu sẽ chạy tới, như vậy ta lại chờ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không bị lòng hiếu kỳ của mình ép buộc đi loạn xung quanh. Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như lão tăng nhập định, đột nhiên có một ý niệm xông ra, nếu ở đây cái gì cần có đều có, như vậy vì sao mẫu thần nói vô ưu hương nguy hiểm vô cùng? không cho ta đi vô ưu hương còn có thư sinh thiên sư yên vân hề nàng cũng không muốn nói cho ta biết vô ưu hương ở đâu không muốn ta trở lại vừa rồi ca ca nói hắn đi tới vô ưu hương hàng ngày có người đánh mỗi ngày có thần ma ăn lẽ nào vô ưu hương khai chiến cùng chúa sáng thế ở đây khai hoàng cầm bản đồ địa lý của vân thiên tôn đến đây lấy giao tình giữa vân thiên tôn cùng chúa sáng thế nhưng chúa sáng thế hẳn sẽ phải nể mặt vân thiên tôn không làm khó dễ với vô ưu hương chứ vì sao còn có thể cùng vô ưu hương khai chiến trong đầu hắn xuất hiện các loại ý nghĩ lập tức không có cách nào nhập định được nữa nhưng vào lúc này chỉ nghe tiếng bước chân rầm rập truyền đến tần mục lập tức đứng dậy nhìn lại đột nhiên nhìn thấy được một cái đầu cực lớn từ dưới thác nước thò ra gương mặt người khổng lồ này đối diện hắn mũi phun ra khí lưu hình thành hai luồng cuồng phong thổi cho áo quần hắn bay phần phật trong lòng tần mục căng thẳng chán của người khổng lồ này có đặt một miếng tinh thể hình thơi dựng thẳng giống như con mắt dựng thẳng của mi tâm đây là một vị chúa sáng thế chúa sáng thế với hình thể khổng lồ như vậy thực lực nhất định là cao thâm khó giò Ma đồ người khổng lồ mở miệng, âm thanh giống như hàng vạn hàng nghìn sấm sét ở nổ vang ở bên tai của Tần Mục, chấn động tới mức lỗ tai hắn ong ong vang dội, vị chua sáng thế này lộ ra sắc mặt giận dữ, giơ bàn tay lên, bàn tay với kích thước giống như trăm nghìn mẫu đất lại muốn đập về phía hắn, hai mảnh mi mắt ở mi tâm của Tần Mục tách ra hai bên, lộ ra con người, người khổng lồ này nhìn thấy được con người của hắn, lập tức thu bàn tay về, quan sát hắn từ trên xuống dưới, một thần thức vô cùng cường đại dao động, truyền vào trong đầu của Tần Mục ngươi là hài đồng nhà ai, bao tuổi, vì sao đi tới nơi này, tần mục thở phào nhẹ nhõm, da gà nổi lên phía sau gái cũng biến mất, sóng thần thức giao lưu cùng chúa sáng thế này, nói, ta sắp 2 tuổi, trong lúc vô ý chạy đến nơi đây, thấy ở đây có ba gian phòng ở lại tới xem một chút, tiền bối là người tộc nào, ta là tu trọng của tu dân tộc, ta nhận thấy được ở đây có động tĩnh khác thường, cho nên đến đây kiểm tra. Sóng thần thức của chúa sáng thế tu trọng này khen, thần thức của ngươi thật sự không tệ, không đến hai tuổi lại có thành tựu như vậy tu vi còn mạnh hơn so với người trưởng thành. Sư phụ của người là ai? Lão sư của ta là Thúc Quân. Tần Mục Đàng Hoàng nói, ở Thái Sơ Nguyên Thạch trong con mắt thứ ba của hắn, đầu lớn của Thúc Quân dương dương đắc ý, hai con mắt ở trong hốc mắt nhảy nhót qua lại, cười hì hì nói, tiểu tử thối, gọi ta là lão sư, chiếm tiện nghi của ta, tuy nhiên lão tử không trách ngươi, hì hì, ngươi báo ra tên của ta, chỉ sợ tu trọng này sẽ bị dọa đến tè ra quần, quỳ lại liên tục lão tử chính là một trong ba vương của thời đại cổ xưa thúc quân ba con mắt của chúa sáng thế tu trọng này đều lộ ra vẻ mê mang con mắt thứ ba của hắn là thái sơ thần thạch nhưng cũng giống như ánh mắt thật sự có thể lộ ra các loại cảm xúc hắn lắc đầu nói không có nghe nói qua tuy nhiên thần thức của ngươi rất mạnh hắn hơn phân nửa cũng không phải là hạng người vô danh ở đây rất nguy hiểm đáng sợ ác đồ thường lui tới ở nơi đây ngươi đi theo ta ta đưa ngươi đi tới nơi an toàn hắn đưa bàn tay ra tách thác nước ra hiệu tần mục nhảy lên tần mục do dự một chút trong lòng có chút không tình nguyện nhưng thần thức của chúa sáng thế tu trọng thoáng động hắn lại không thể làm theo ý mình bay lên rơi vào lòng bàn tay của chúa sáng thế trong lòng không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên thần thức của tu trọng mạnh mẽ gấp hắn trăm ngàn lần căn bản không cho phép hắn phản kháng lại ràng buộc hắn đến mức ngay cả nguyên khí cũng không thể động đậy phải biết rằng hiện tại tu vi thần thức của tần mục mặc dù không bằng diêm thiếu thanh cường giả định nhất thần thức của thiên đình nhưng chất lượng lại cao hơn thần thức của chúa sáng thế tu trọng lại nhiều hơn hắn gấp trăm ngàn lần hơn nữa chất lượng của thần thức mạnh hơn tần mục có thể tưởng tượng được thần thức của người này đáng sợ tới mức nào tu trọng chỉ sợ không phải là chúa sáng thế bình thường hơn phân nửa là nhân vật cao tầng trong các chúa sáng thế thái hư người mới hai tuổi làm sao có thể chạy tán loạn khắp nơi người gọi là thúc quân kia cũng thật không thể tưởng tượng nổi cũng không sợ ngươi bị những yêu ma quỷ quái tha đi sao thần thức của những yêu ma quỷ quái kia còn mạnh hơn ngươi rất nhiều lần thái sơ thần thạch ở mi tâm của tu trọng có ánh sáng điên cuồng phun ra một chiếc bảo liễn cực lớn đột nhiên xuất hiện hắn dẫn theo tần mục lao lên bảo liễn chín con rồng lớn dài đến trăm dặm kéo bảo liễn bay lên trên không trung nếu như gặp phải những ác đồ kia người sẽ chỉ có một con đường chết tu trọng nhẹ nhàng phất tay mặt trời hạ xuống bầu trời đầy sao đột nhiên hiện ra hóa thành một dải ngân hà chín con rồng kéo bảo liễn vui vẻ chạy vội ở trong ngân hà hắn nói những ác đồ không nói lý nhất là ác đồ đứng đầu tần nghiệp khốn kiếp kia càng hung tàn thành tính không ai tùy nổi thúc quân thông qua con mắt thứ ba của tần mục nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài bào liễn như vậy trong lòng rất lạnh hắn vội vàng dùng thần thức truyền âm tiểu tử họ tần người phải coi chừng thực lực của chúa sáng thế này không thể kém hơn ta năm đó là bao nhiêu đâu bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim thần thức của tu trọng lại tiếp cận tu vi thần thức của ba vương thái cổ sao tần mục giật mình chìm vào suy nghĩ văn minh của chúa sáng thế trải qua mấy lần loại bỏ theo lý mà nói văn minh này hoặc đang ở trong thời kỳ suy sụp thế hệ sau không bằng thế hệ trước hoặc là sẽ ở vào thời kỳ biến đổi nhanh chóng phát triển tuy nhiên văn minh của chúa sáng thế đã thành thục biến đổi là rất khó khăn như vậy chúa sáng thế tu trọng tu luyện thế nào lại đạt đến độ cao của ba vương thái cổ chúa sáng thế bình ngạn đã phứt bỏ tổ huấn thúc quân cam giận khó yên tần mục mỉm cười thúc quân nói chắc là trước bảo liễn này các chúa sáng thế thời đại cổ xưa tuân theo tất cả tác phong cực giản dị bất luận là kiến trúc của bọn họ hay là gia cụ nhà ở chơi đùa đều không có bao nhiêu hoa văn trang trí theo đuổi bằng phẳng thành tựu ở trên nghệ thuật lại rất đáng thương mà chiếc bảo liễn này do chúa sáng thế tu trọng này tưởng tượng ra lại hết sức hoa lệ mui xe có đỉnh hơn nữa còn có ba tầng tầng một tượng trưng cho tầng trời thứ nhất rồi có mặt trăng mặt trời và các ngôi sao ở xoay quanh giống như bảo thạch đẹp nhất có thể nói là cực kỳ xa hoa sắt mép mui xe lại rũ xuống chuỗi hạt châu làm bằng bảo thạch bảy màu màu sắc của mỗi một viên bảo thạch phân bố không giống nhau nếu như cẩn thận kiểm tra chi tiết bên trong những bảo thạch tất nhiên cũng rực rỡ nhiều màu đẹp không sao tả xiết cẩn thận quan sát một hai canh giờ sẽ có phát hiện mới còn có những vật như càng xe thân xe vân tháp thậm chí bánh xe này cũng có hoa văn trang trí tinh mỹ cho dù là dây cương của chín con rồng cũng được bệnh bằng hoa văn tỉ mỉ có thể nói là nghệ thuật điều này ở trong mắt của các chúa sáng thế thời đại cổ xưa đơn giản là phản bội lại quá khứ Chúa sáng thế thời đại cổ xưa vì thuận tiện chiến đấu bởi vậy thứ tưởng tượng ra đạt tới giản lược ở trong lúc chiến đấu có khả năng nhanh chóng tưởng tượng ra mà vật tưởng tượng ra có hoa văn càng nhiều lại càng tạo gánh nặng cho thần thức tăng tốc độ tưởng tượng trở nên chậm lại điều này đối với chúa sáng thế đơn giản chính là nhược điểm chí mạng sẽ cho kẻ địch có thể nhân cơ hội đây là phản bội lại truyền thống thúc quân nhìn về phía tần mục tức giận nói phản bội nghiêm trọng nhất chúa sáng thế sẽ tuyệt trùng tần mục cười ha ha thúc quân thần vương đây là nghệ thuật nghệ thuật cũng là chiến lực. Phi, thúc quân có thành kiến quá sâu, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đối với những vật chúa sáng thế tu trọng tưởng tượng ra, hắn đều xem thường, lớn tiếng giễu cợt, cũng may bọn họ giao lưu ở trong đầu của tần mục, chẳng qua là sóng thần thức trong đầu tần mục, cũng sẽ không kinh động tới tu trọng. Tu trọng dẫn theo hắn chạy không biết bao xa, ra khỏi lục địa này, đi tới tinh không, ngân hà phía trước điên cuồng phun ra, tần mục nhìn thấy được trong tinh không có chúa sáng thế với hình thể cực lớn đang ở nơi đó chế tạo sao bọn họ xoay quanh một mảnh dài đất hư vô mi tâm thái sơ thần thạch phóng ra ánh sáng một viên tinh cầu nham thạch đang thong thả hình thành tần mục nghẹn họng nhìn chân chối ngơ ngác nhìn những chùa sáng thế chỉ thấy sau đầu của bọn họ lơ lửng từ ngọn thần tàng hào quang bắn ra bốn phía bảy đại thần tàng linh thai ngũ diệu lục hợp thất tinh thiên nhân sinh tử thần kiều không có thiếu bất kỳ một tòa nào làm hắn khiếp sợ hơn chính là điểm cuối thần kiều thần tàng của những chùa sáng thế này còn có một mảnh thiên cung Thiên cung huy hoàng lộng lẫy ở trong tinh không vô cùng trói mắt hắn không nhịn được nhìn tới ngây ngô kinh ngạc nhìn nguyên thần khổng lồ của những chúa sáng thế đứng sừng sững ở trong thiên cung nguyên thần tưởng tượng sáng tạo ra ngôi sao càng nhanh chóng hơn chúa sáng thế thế giới bỉ ngạn tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung trong lòng hắn sinh ra cảm giác vô cùng hoang đường những chúa sáng thế này gặp đại nạn không chết trốn đến nơi đây tự nhiên lại tu luyện hệ thống thần tàng và hệ thống thiên cung do nhân tộc mở ra hơn nữa còn tu luyện đến thật sự không tệ chẳng lẽ là chúa sáng thế của thế giới bị ngạn hấp thu phương pháp tu luyện của vô ưu hương đi lên con đường tu luyện thần tàng sao tần mục lấy lại bình tĩnh nếu như diễn biến pháp môn tu luyện thần thức thành hệ thống tu luyện thần tàng thay pháp môn tu luyện nguyên khí thành pháp môn tu luyện thần thức quả thật có thể tu luyện được nhanh hơn thúc quân đã từng nói qua sau khi sống lại nhất định sẽ bỏ qua phương pháp tu luyện thần thức ban đầu hắn dự định kết hợp hệ thống tu luyện thần thức và thần tàng sáng lập ra pháp môn thích ứng với thời đại này thúc quân có thể ý thức được điểm này như vậy chúa sáng thế bình ngạn chắc hẳn cũng ý thức được điểm này đồng thời đã làm ra cải cách thật ra tần mục cũng sửa đổi pháp môn tu luyện của chúa sáng thế ví dụ như thúc quân tam viên thượng thức bị hán sửa chỗ hoàn toàn thay đổi hơn nữa đại la vô thượng thần thức của thái đế tất nhiên cũng là công pháp hệ thống thần tàng thiên cung thái đế mới là chúa sáng thế đầu tiên hấp thu hệ thống thần tàng thiên cung chúa sáng thế bình ngạn nhất định sẽ ý thức được loại pháp môn này càng tu luyện dễ dàng hơn bảo liễn của tu trọng lướt qua mảnh tinh vực được tạo ra những chúa sáng thế chào hắn nhưng không nói lời nào mà sử dụng sóng thần thức trong nháy mắt lại có thể nói được chuyện cần nói nửa ngày mới có khả năng nói xong tần mục cảm ứng được thần thức của bọn họ thần trí của hắn cũng tiếp xúc cùng thần thức của bọn họ trong thời gian ngắn lại trao đổi được rất nhiều tin tức những chúa sáng thế này là tu dân tộc chủ yếu tạo ngôi sao chịu trách nhiệm sáng tạo ra tinh không bọn họ dự định sáng tạo ra trăm nghìn ngôi sao đi công kích lãnh địa của ác đồ vô ưu hương sử dụng những tinh cầu này đi đập chết ác đồ vô ưu hương không nên hành động thiếu suy nghĩ tu trọng vẫn lên tiếng trong miệng truyền đến ngôn ngữ không hoàn toàn là ngôn ngữ của chúa sáng thế trong đó vẫn có rất nhiều câu chỉ dùng ngôn ngữ của nhân tộc để nói ngôn ngữ cổ xưa và ngôn ngữ nhân tộc trộn lẫn cùng một chỗ có vẻ rất kỳ quái tần mục nhìn về phía thúc quân thỉnh giáo thúc quân nói cho hắn biết ác đồ tần nghiệp rất lợi hại dùng những tinh cầu này công kích cũng không thể làm gì được được bọn họ chọc giận tần nghiệp tính mạng của các người cũng khó giữ được tu trọng nói tiếp tục sáng tạo giải đất sao chết bao vây những ác đồ này ở trong vô ưu hương khiến cho bọn họ vĩnh viễn không chạy thoát là được. Những chúa sáng thế nói vâng, bọn họ nhìn tần mục, lộ ra vẻ hiếu kỳ, hắn gọi là mục thanh, mới 2 tuổi, chạy tán loạn khắp nơi. Tu trọng về giải thích với bọn họ, tu vi của hắn thật sự không tệ, rất nhiều chúa sáng thế thành niên cũng kém hơn hắn. Các ngươi nhìn con mắt ở mi tâm của hắn, những chúa sáng thế đều nhìn về phía con mắt ở mi tâm của tần mục, tất cả đều lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Một đám chúa sáng thế ở trong tinh không khoa chân múa tay, vui sướng nhảy múa với phong thái kỳ quái lại tràn ngập thẩm mỹ kỳ lạ quá tốt đây là nguyên thạch hiển thánh che chở tộc ta nguyên thạch sinh ra hài tử mới thánh anh cứu giúp tộc ta dẫn tộc ta trở về tổ đình tần nghiệp người kia gặp nạn rồi hài nhi đầu to của nhà tần nghiệp kia có đối thủ rồi tần mục kinh ngạc có chút mở mịt không rõ vì sao những chỗ sáng thế này lại hưng phấn như thế nguyên thạch hiển thánh là chuyện gì vậy thánh anh lại là chuyện gì còn nữa hài nhi đầu to của nhà tần nghiệp lại là chuyện gì vẻ mặt hắn mở mịt Chúa Sáng Thế Tu Trọng thấy vẻ mặt của hắn như vậy, lại cười nói: "Vậy thúc quân ngu ngốc kia chưa nói gì với ngươi sao?" Tần Mục lắc đầu, nói: "Thúc quân lão sư chỉ dạy ta công pháp tu luyện tam viên thượng thức, không có dạy ta cái gì khác." Miệng của tên ngu ngốc này ngược lại cũng kín thật, Tu Trọng cười nói: "Thật ra nói cho ngươi biết cũng không sao. Từ trăm vạn năm trước, các dân tộc phái ra một người trẻ tuổi rời khỏi Thái Hư, đi tới Tổ Đình, Tổ Đình của Chúa Sáng Thế bị tàn sát sạch sẽ, nhưng thần thức của các tổ tiên còn đang ở Tổ Đình." thần thức của các tổ tiên nhìn thấy rõ ràng tất cả người trẻ tuổi này du lịch ở tổ đình rất lâu lúc này mới trở lại thái hư hắn bị thái đế truy sát hấp hối rất nhanh lại chết nhưng hắn mang đến bảo thạch của thái đế thái sơ nguyên thạch trong lòng tần mục thoáng động thái sơ nguyên thạch khối tinh thạch ở trong con mắt thứ ba tại mi tâm của mình cũng là mảnh nhỏ của thái sơ nguyên thạch nói như vậy thế giới tỷ ngạn cũng có mảnh nhỏ của thái sơ nguyên thạch cho dù hắn chết nhưng lại mang đến tin tức kinh người đó là thần thức của các tổ tông nói cho hắn biết ba tiên đoán Tu trọng nắm chặt nắm đấm, nói: "Tiên đoán đầu tiên, Thái Hư chúng ta sẽ gặp phải một trận tai họa lớn, nhưng sẽ có một người trẻ tuổi tới giúp đỡ chúng ta vượt qua trận đại kiếp nạn này. Sau đó, kiếp nạn lớn quả nhiên tới, Thái Đế tìm được Thái Hư, mang đến một trận tai họa lớn, gần như khiến cho tất cả chúng ta đều chôn thân tại trong trận tai họa lớn này, nhưng quả nhiên giống như lời tiên đoán, một người trẻ tuổi từ bên ngoài chạy tới, tự xưng là Vân Thiên Tôn, thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, khẽ nói: "Vân Thiên Tôn" vị vân thiên tôn này cũng không phải là tộc nhân của chúng ta lại dụng tâm giúp đỡ chúng ta hắn thông minh siêu tuyệt bố trí cạm bẫy hắn lợi dụng tâm ma của thái hư áp chế thái đế hạn chế tu vi của thái đế sau đó đưa thái đế vào cạm bẫy giết chết thái đế tu trọng nói tiên đoán thứ hai của các tổ tiên chính là bỉ ngạn chúng ta những người may mắn còn sống sót căn cứ vào tiên đoán sử dụng thái sơ nguyên thạch mở ra thế giới bỉ ngạn dung nhập nguyên thạch vào thế giới bỉ ngạn sáng tạo ra thế giới này tiên đoán thứ ba của các tổ tiên chính là thánh anh hắn nhìn tần mục khó nén được vẻ kích động hưng phấn nói tiên đoán thứ ba nói một ngày nào đó trong tương lai sẽ có thánh anh do thái sơ nguyên thạch sinh ra xuất hiện dẫn dắt các tộc nhân trở về tổ đình lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi ta lại nghi ngờ ngươi có thể là thánh anh trong tiên đoán kia hiện tại các trưởng lão cũng cho rằng ngươi là thánh anh như vậy ngươi lại thật sự có thể là nguyên thạch thánh anh là nguyên thạch phái tới cứu vớt chúng ta tần mục trợn tròn hai mắt há hốc mồm nói không ra lời ta thật sự không phải là trong lòng hắn yên lặng nói thúc quân thần vương ta không phải là thánh anh đi hắn vội vàng hỏi thăm thúc quân thúc quân rên lên một tiếng rất khó chịu người dĩ nhiên không phải nếu như phải vậy lão tử là thánh anh mới đúng khối nguyên thạch này là lão tử thân thể của lão tử bị hủy tu vi bị phế bỏ từ trong nguyên thạch sinh ra lão tử mới là thánh anh cứu giúp chúa sáng thế người là gian tế của nhân tộc ha hả tần mục cười ngây ngô nói tu trọng nói tuy nhiên người có phải là thánh anh hay không lại còn cần ở các tiên linh xác nhận trước khi người trẻ tuổi mang đến ba tiên đoán kia chết đã tạo ra tiên linh giới để cho thần thức của những chúa sáng thế chúng ta chết đi đều có thể nơi ở lại vĩnh viễn không bị thế sự quấy dày ta dẫn ngươi quay về tộc địa lại chuẩn bị thông báo với các tộc chuẩn bị tiến vào tiên linh giới trước khi tiến vào tiên linh giới ngươi vẫn cần đi qua mấy thử thách thử thách rất đơn giản sắc mặt tần mục tối sầm thầm nghĩ đi tiên linh giới như vậy chẳng phải ta sẽ bị vạch chân sao phụ mẫu không tới đón ta sao thế nào đến giờ còn chưa có xuất hiện nhanh tới đây cướp ta đi lão tử mới là thánh anh thúc quân vẫn có chút không cam lòng nổi giận đùng đùng người này là hàng giả lão tử là thánh anh hàng thật giá thật im lặng tần mục quát mắng trong lòng lo sợ bất an ngươi lại không có thái sơ nguyên thạch thái sơ nguyên thạch là sinh trường ở trong mi tâm của ta thúc quân giận dữ người cướp của ta người và sư huynh người cướp của ta khối nguyên thạch này vốn thuộc về ta lại bị sư huynh lòng dạ hiểm độc của ngươi cướp đi, lại bị ngươi khảm ở mi tâm. Lão tử là thánh anh, lúc này tần mục phát động đại la vô thượng thần thức, phong tỏa không gian nguyên thạch bên trong, để tránh thần thức của hắn lao tới, kinh động tu trọng, phủ mẫu hẳn phải tới chứ. Trong lòng hắn yên lặng nói, tu trọng phát động bảo liễn, tiếp tục đi tới, nói về phần hài nhi đầu to của nhà tần nghiệp lại một chuyện khác, hơn một năm trước đây. Nhà tần nghiệp đột nhiên xuất hiện thêm một hài nhi đầu to có thể phách không nhỏ hơn so với chú sáng thế chúng ta hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn giết rất nhiều chúa sáng thế của chúng ta hắn thực sự lợi hại tần nghiệp tên khốn kia còn khoe khoang nói là cháu đời thứ 107 của nhà hắn rất lợi hại sau khi lớn lên có thể ăn sạch chúng ta hắn cười lạnh một tiếng nhưng thánh anh xuất hiện ngày lành của hài nhi đầu to kia lại chấm dứt tần mục cười gượng bên kia một chiếc lâu thuyền lao ra khỏi không trung đi tới trước ba gian phòng mục nhi chân vương phi đi ra khỏi lâu thuyền vui vẻ nói mục nhi con ở đâu vậy mau đi ra chúng ta về nhà. Tần Hán chân bay ra khỏi thuyền, trên thân vẫn có chút vết tích bị mục hóa, giỏ xét xung quanh, cao mày nói, hắn không ở nơi này, chẳng lẽ lại đi ra ngoài dạo sao, khi ta bị U Thiên Tôn bắt giữ, nghe hắn nói Mục Nhi là một người hiếu động, từ trước đến nay không ở chỗ nào được nửa ngày, nhất định sẽ gặp phải một đống chuyện lớn, không tốt, hắn nhìn về phía dưới chân núi, sắc mặt biến đổi kịch liệt, ở đây có dấu chân của chúa sáng thế lưu lại, chân vương phi dương giọng nói, ý của chàng là nói Mục Nhi bị chúa sáng thế hạ độc thủ sao hắn không phải sẽ không thể nào tần hán chân vội vàng an ủi nếu như chúa sáng thế biết hắn là hậu nhân của khai hoàng nhất định sẽ bắt giữ hắn nghiêm hình tra tấn thậm chí bắt tới uy hiếp khai hoàng hắn sẽ chịu chút khổ sở nhưng chúng ta nhất định có thể cứu hắn đi ra bất kể bỏ ra cái giá nào chúng ta về trước đi chân vương phi rơi lệ nói mục nhi là một hài tử số khổ hắn đã chịu nhiều khổ sở như vậy đi tới vô ưu hương còn phải bị khổ sao ông trời vì sao lại bất công với hắn như vậy qua một lúc lâu những tộc trưởng mới đứng thẳng từng người lướt mắt nhìn nhau trầu đầu ghé tai bàn luận xôn xao lẽ nào tiên đoán thứ ba của tên linh thật sự ứng nghiệm nhưng quan sát tiểu tử này không giống chúa sáng thế lắm. hắn ngay cả hầu kết cũng có ngược lại giống như là người trưởng thành trong đám ác đồ mặt mày cũng giống với gian tạc họ tần người vừa nói như vậy ta cũng thấy bộ dạng của thánh anh quả thật có chút giống gian tạc họ tần hơn nữa càng nhìn càng giống nhưng hắn có quyền ấn còn có tế đàn mi tâm cũng có nguyên thạch gian tạc họ tần chắc hẳn còn chưa có gian đến mức độ này chứ cho dù hắn gian xảo đến mức độ này hắn cũng không có làm ra được quyền ấn vào tế đàn về phần nhận được nguyên thạch vậy lại càng không có khả năng gian tạc họ tần giảo hoạt không thể không đề phòng năm đó các ngươi có ai có thể nghĩ tới địa phương một kiếm lại lớn như vậy không trong nguyên thạch thúc quân khẩn trương như vậy không nhịn được nhắc nhở những tộc trưởng chúa sáng thế hắn không phải ra đời đã nắm quyền ấn cũng không phải sinh ra ở trên tế đàn Thái đế ấn và tế đàn thái đến đều là do người khác đưa cho hắn thái sơ nguyên thạch cũng cướp của ta này các người thông minh một chút đi tộc trưởng các tộc bàn bạc một hồi tộc trưởng tóc bạc của hạ đại tộc nói thánh anh là chuyện quan trọng cần phải kiểm tra rõ ràng trước để tránh là gian tế do gian tạc họ tần phái tới nếu như chúng ta trong lúc bối rối lại thừa nhận hắn là thánh anh chẳng phải gian tạc họ tần sẽ ở sau lưng chúng ta gửi đến dụng răng sao tu trọng gật đầu nói thánh anh giáng xuống quả thật phải thật cẩn thận ta cũng không dám xác định được hắn có phải là thánh anh hay không, cho nên mới mời các vị đến đây. Các vị có cách gì để xác định hắn có phải là thánh anh hay không, nhưng cái khác đều có thể làm giả, duy nhất chỉ có hồn phách là không có cách nào làm giả được. Tàm nữ, nữ chúa sáng thế của tử lê tộc nói, Từ lê tộc chúng ta có bảo vật là thất hồn thảo, là thánh vật do tộc nhân ta sử dụng mấy trăm vạn năm tháng tưởng tượng ra, ngoại trừ có thể nuốt hồn phách của người ra, còn có thể công nhận hồn phách. Lần trước cầm đi đối phó với hài nhi đầu to của tần gia, bị hắn gặm hơn nửa thất hồn thảo, cũng may còn lại chút rễ vào cành. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một gốc cỏ, cây tím thân tím, rễ cây còn lớn hơn cỏ rất nhiều, giống như trên cây mọc ra từng củ khoai tím. Tuy nhiên trên rễ cây có vết từng bị gặm, hơn nữa bị cắn rất thảm. Vụ cỏ này là thánh vật do Chúa Sáng Thế Tử lấy tộc sử dụng vô số năm tháng tưởng tượng, sáng tạo ra, cực kỳ lợi hại, giỏi về cắn nút linh hồn. Chẳng qua là khi đối mặt với Tần Phượng Thanh lại bị thua thiệt nhiều, lúc đó Tần Phượng Thanh càn rỡ, từ trong vô ưu hương sông ra tàn sát chúa sáng thế tàm nữ cùng tộc nhân lại tế lên bảo vật này định dùng thất hồn thảo ám toán hắn kết quả bị hắn ôm lại gầm tàm nữ cùng tộc nhân cuống quýt thu hồi lại nhưng đã bị tần phượng thanh gặm mất hơn phân nửa nguyên nhân cũng bởi vì thất hồn thảo không dễ ăn từ sau khi thu hồi thất hồn thảo bụi cỏ này lại có chút suy hiếu, cho dù tàm nữ cùng tộc nhân hợp lực tế tự cũng không có cách nào khiến cho thất hồn thảo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lần này chỉ dùng để xác nhận tuổi tác hồn phách của tần mục đối với thất hồn thảo hẳn không thành vấn đề tàm nữ tế lên thất hồn thảo thánh vật buồn bã ỉu xìu này lào đào bay đến trên tế đàn đi tới trước mặt của tần mục mây tía lưu chuyển bay vào trong cơ thể của tần mục vòng vo một hồi thất hồn thảo hữu khí vô lực giơ lên hai cái rễ cây lớn bằng ngón cái trong đó một cái dựng thẳng một cái khác lại cúi xuống thất hồn thảo nói hắn vẫn chưa tới hai tuổi tàm nữ thu hồi thất hồn thảo nói như vậy xác thực là tộc chúa sáng thế chúng ta ta đã thấy nhân tộc mới sinh khi một hai tuổi lại rất nhỏ bé thúc quân giận không kiềm chế được đầu lớn ở trên tế đàn nguyên thạch nhảy nhót qua lại kêu lên vụ cỏ ngốc vô dụng kia vụ cỏ ngốc không nhận ra thân thể của hắn thân thể của tiểu tử này là hơn 30 tuổi tộc trưởng châu khâu tộc động minh nói nếu linh hồn là thật như vậy chắc hẳn không giả được tuy nhiên trong tiên đoán thánh anh có thần thông quảng đại trí tuệ rất lớn thánh anh có thể cho phép chúng ta thử một lần không tần mục bất đắc dĩ nói các vị xin cứ tự nhiên cho dù hắn có dị nghị những chùa sáng thế cũng không cho hắn phản bác cho nên còn không bằng thoải mái cho bọn họ kiểm tra. Dù sao tu trọng không chỉ một lần nói không có nguy hiểm, tần mục thầm nghĩ, tu trọng cùng mấy vị tộc trưởng kia bàn bạc một hồi, xác định trình tự thử thách, tu trọng nói, thần vương còn chưa có tới, theo lý lấy tốc độ của nàng rất nhanh sẽ đi tới nơi này, lẽ nào lại bị chuyện gì làm vướng chân sao, không bằng lại chờ một chút, đợi đến khi thần vương tới lại do nàng tới chủ trì, đám người động minh, tà nữ gật đầu, mà vào lúc này có tiếng phượng hót truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy từ trên trời có hoa rơi là tà cánh hoa giống như hình thành thác nước từ trên cao hạ xuống thải phượng vũ cánh tung bay kéo một chiếc bảo liễn vô cùng hoa lệ từ trong thác hoa chậm rãi hạ xuống mà nơi chiếc bảo liễn này đi qua còn có một dòng sông hoa kéo dài qua không trung sông hoa tiêu tan chiếc bảo liễn kia cũng hạ xuống đất thần vương đến tộc trưởng và trưởng lão các tộc đã đi tới tu dân tộc đều cúi người thăm viếng chăm miệng một lời nói cung nghênh lãng quyền thần vương không cần đa lễ trong bảo liễn này truyền tới giọng nói của một nữ tử Tần Mục nhìn về phía Bảo Liễn, lại không nhìn thấy được nữ tử trong Bảo Liễn, tuy nhiên khác với tộc trưởng chúa sáng thế khác, sau khi những thải phượng hạ xuống vẫn chưa hóa thành thần thức tản đi. Tọa giá của các tộc trưởng chúa sáng thế đều do thần thức tưởng tượng thành, sau khi hạ xuống lại sẽ hóa thành thần thức nhẹ nhàng tung bay, bị mỗi người bọn họ thu hồi. Tọa giá của vị lãng uyển thần vương này dường như thải phượng thật sự, lẽ nào mấy con thải phượng này là thần chỉ do tưởng tượng tạo nên sao? Trong lòng Tần Mục thoáng động, từ tưởng tượng đến thật, chỉ sợ mấy con thải phượng này giống như cổ thần vị lãng uyển thần vương này có lai lịch gì vậy thúc quân thần vương ngươi có nghe nói qua về nữ tử này chưa chưa từng nghe nói qua thúc quân cũng có phần kinh ngạc nói ở thời đại của ba vương chúng ta ba vương đô là tồn tại cổ xưa giống như ta vậy thúc quân bá dương cai phụ cũng xưng ba thần vương địa vị gần với thái đế bá dương tân phụ đều đã chết ở trong trận chiến cuối cùng không còn sống sót ta lại chưa từng nghe nói về lãng uyển thần vương này chẳng lẽ nàng là chúa sáng thế hậu thế phong làm thần vương trong bảo liễn này truyền đến giọng nói của lãng huyền thần vương thánh anh giáng xuống vẫn là báo hiệu của tin vui tuy nhiên tiên linh tiên đoán thánh anh sẽ dẫn đầu tộc nhân ta đi ra khỏi thái hư lại xuất hiện vinh quang của tổ tiên nếu như vậy bản lĩnh của thánh anh thế nào cần phải có một chút tính toán tộc trưởng hạ đài nói chúng ta muốn chờ thần vương đến đây thử thách một hồi lãng huyền thần vương cười nói các ngươi cũng đã điều tra thân phận của thánh anh xác nhận hắn là tộc chúa sáng thế chúng ta như vậy có từng hỏi tới lai lịch sư thừa chưa tu trọng liền vội vàng khom người nói thánh anh nói lão sư của hắn là một chúa sáng thế gọi là thúc quân thần thức của thánh anh rất mạnh không kém gì chúa sáng thế thành niên ta nghĩ thúc quân cũng là nhân vật lợi hại trong tộc nhân của ta thúc quân trong bảo liễn này truyền đến giọng nói kinh ngạc lãng uyển thần vương cười nói hóa ra là thúc quân thần vương một trong ba vương thái cổ hắn không phải đã sớm chết trăm nghìn vạn năm sao lại nói tiếp hắn coi như là tiền bối của ta ta từng nghe nói tới đại danh của hắn Năm đó, tộc chúa sáng thế của ta bị đánh bại, cũng có liên quan không nhỏ với hắn. Một người chết làm sao có thể làm lão sư của Thánh Anh được. Đúng rồi, ta biết rồi. Giọng nói của nàng dễ nghe êm tai, cười nói, thúc quân thần vương, vẫn mong hiện thân một hồi. Trong thái sơ nguyên thạch ở con mắt thứ ba tần mục, thúc quân hử lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tiểu bối hậu thế, dám cả gan khinh thường ta. Tần mục hiếu kỳ nói, chẳng lẽ thần vương không đi gặp vị lãng uyển thần vương này một lần sao? Thúc quân cười lạnh nói, Gặp nàng làm cái gì? Lão tử là thái cổ thần vương, nàng chẳng qua là thần vương do chúa sáng thế hậu thế phong ra, nàng gọi một tiếng lão tử lại chạy đi gặp nàng, chẳng phải là tự hạ thân phận sao. Hơn nữa, lão tử hiện tại chỉ còn lại có cái đầu lớn, trong đầu ngay cả óc cũng không có, ra ngoài bị người ta nhạo báng, ngay cả thể diện thần vương cũng mất hết, ta không đi. Tân mục cười nói, thần vương, ta cảm thấy một thần vương có thể tiến cử hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, cải cách đổi mới hệ thống tu luyện thần thức, nhất định là có ý chí thiên hạ cực lớn không đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy ta không nói ngươi ta nói là lãng uyển thần vương thúc quân giận dữ cái đầu lớn nhảy dựng lên cả giận nói cho dù ta muốn đi ra ngoài ngươi có thể thả ta ra ngoài sao ngươi sẽ không sợ ta phơi bày sự thực ngươi là thánh anh giả sao tần mục mỉm cười nói thúc quân ngươi còn chưa nhận thấy được sao thánh anh trong ba tiên đoán kia nói chính là ta thúc quân ngẩn người một lát sắc mặt phức tạp hiện tại hắn cẩn thận suy nghĩ một chút Tiên đoán thứ ba trong chủng tộc Chúa Sáng Thế nói về Thánh Anh, thật sự là Tần Mục, ngoại trừ Tần Mục, cũng lại không có người nào khác. Tần Mục nhận được Thái Sơ Nguyên Thạch, Vân Thiên Tôn đưa tới Thái Đế Ấn và Tế Đàn Thái Đế, tất cả những điều này đều giống như là nhận định trong ung minh, nhất định hắn muốn tới thế thế giới Chúa Sáng Vĩ Mạn này, làm Thánh Anh này. Về phần Tần Mục có phải là Chúa Sáng Thế hay không, thật sự quan trọng như vậy sao? Bởi vì trong tiên đoán thứ ba cũng không hề nói Thánh Anh chính là Chúa Sáng Thế. Thần thức của lãng huyền thần vương trải rộng không trung, thậm chí nổ vang ở trong đầu của tần mục, cười nói, thúc quân thần vương, nếu đã tới, tại sao không hiện thân, ta ra ngoài, thúc quân thản nhiên nói, giang sơn lớn có tài tử xuất hiện, trước đây bị hậu đại đập chết ở trên bờ cát, ta lại không tin, lãng quyền thần vương này có tầm mắt kiến thức có thể thắng được ta, người thu lại đại la vô thượng thần thức đi, tần mục nghe vậy, thu lại đại la vô thượng thần thức, lãng quyền thần vương còn định nói thêm, đột nhiên trong mi tâm của tần mục bay ra một cái đầu cực lớn, bịch một tiếng rơi vào trên tế đàn thúc quân lười biếng nói lãng uyển thần vương vì sao hô to gọi nhỏ như vậy bên cạnh bảo liễn này có có hai thải phượng thò đầu sử dụng mỏ chim ôm lấy dây tách về hai bên trong xe có một thần nữ đứng dậy từ trong xe đi ra trên đầu đội mũ phượng và chuỗi ngọc vũ xuống hơi lắc lư ra mắt thái cổ thúc quân thần vương thần nữ này có dung mạo tuyệt đẹp tần mục nhìn thấy ý nghĩ chợt hoảng hốt trong lòng kêu to cổ quái thế gian này không ngờ thật sự có tuyệt vô trần trong đầu hắn ầm ầm chấn động vị lãng huyền thần vương kia tự nhiên có bộ dạng giống như tuyệt vô trần cũng hoàn mỹ phong thái động lòng người như vậy khiến người ta mê say không có khả năng không có khả năng tuyệt vô trần là do lăng thiên tôn chế tạo ra dùng để câu dẫn kẻ háo sắc như cổ thần thiên đế thế gian không có khả năng tồn tại nữ tử sinh đẹp như vậy ánh mắt tần mục rơi vào trước ngực của vị nữ thần vương này càng thêm chắc chắn vị nữ thần vương này tuyệt đối là do tưởng tượng ra ngực này phì phì ta là nói nàng quá đẹp thật là đẹp mắt thúc quân thần vương ở thời đại cổ xưa chết trận ở giải đất huyết tú mà lúc này chúng ta đã di chuyển đến thái hư thần vương không có khả năng trốn vào thái hư bởi vì năm đó căn bản không có người nào nói cho người biết thái hư ở nơi nào trên tế đàn thúc quân thần vương hừ một tiếng rất không vui tuy nhiên lời lãng nguyền thần vương nói cũng không sai cho dù bọn họ đều bị hậu nhân coi là chúa sáng thế xem bọn họ là chủng tộc chúa sáng thế nhưng giữa chúa sáng thế lại chia ra làm chủng tộc khác nhau phân chia ra thế lực khác nhau giữa bọn họ cũng có ân oán bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim nơi nào có người nơi đó lại có giang hồ nơi có chúa sáng thế cũng là như vậy ba vương thái cổ xem là thế lực tương đối cường đại thế lực mạnh nhất lại thái đế ngoại trừ ba vương thái cổ ra còn có các loại thế lực khác tranh quyền đoạt lợi rất náo nhiệt giữa ba vương đều khó chịu với nhau giữa ba vương cùng thái đế cũng có khoảng cách rất lớn lại thêm có người đều phục cổ thần bọn họ bị cổ thần đánh bại diệt tộc bọn họ biến mất khỏi thế gian cũng không phải là ngẫu nhiên, mà tất nhiên, lúc đó danh tiếng của thúc quân ở trong ba vương có thể nói là một đống hỗn loạn, quả thật không ai nói với hắn thái hư rút cuộc ở nơi nào. Lãng huyền thần vương suy nghĩ một lát, cười nói, như vậy thúc quân thần vương nhất định là gặp phải thánh anh ở bên ngoài, trốn trong cơ thể của thánh anh, mượn thần thức và khí huyết của hắn sống lại, chỉ là không có hoàn toàn sống lại, cho nên thực lực thấp, thúc quân thần vương lại hừ một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu, lại bị nữ tử này đoán đúng hắn vốn dự định lấy thân phận thái cổ thần vương của mình ép nữ tử này một đầu không nghĩ tới bị nàng nói vài lời lại đoán được lai lịch của mình ngược lại còn bị khí thế của nàng ép qua lãng uyển thần vương tiếp tục nói thúc quân thần vương ở xa tới là khách lại dẫn đến thánh anh chúa sáng thế bình ngạn ta tất nhiên phải lấy ngộ người đâu mời thúc quân thần vương ngồi xuống lại ngồi ở bên cạnh ta tu trọng tiến lên nâng đầu của thúc quân thần vương lên rời khỏi tế đàn có người đưa đến bảo tọa đặt ở bên cạnh lãng uyển thần vương tu trọng đặt đầu của thúc quân thần vương ở trên chỗ ngồi, hai chồng mắt trong hốc mắt của thúc quân thần vương trở nên sôi nổi, bắn tới bắn tới, muốn nói lại không biết nên nói cái gì mới có khả năng cứu vãn lại một chút mặt mũi. Tần mục thầm nghĩ, nữ tử này lợi hại, nói vài lời lại an bài về thúc quân thần vương an rõ ràng, khiến cho hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì, không hổ danh là thống lĩnh chúa sáng thế còn sót lại tồn tại cùng khai hoàng rằng có đến nay có thể cùng khai hoàng đấu tới không phần cao thấp hơn nữa còn tiếp thu hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung cùng lúc tiến bước bất kể tầm mắt còn là lòng dạ hay là là cổ tay tâm cơ vị lãng uyên thần vương này đều hết sức lợi hại thời đại ba vương cho dù chúa sáng thế thống trị vũ trụ càn khôn nhưng xét đến cùng cũng chẳng qua là một ít bộ lạc nguyên thủy tới trong tay của vị lãng uyên thần vương này cho dù địa vị của chúa sáng thế không bằng lúc trước nhưng phải tiến bộ hơn rất nhiều lãng uyên thần vương lướt mắt nhìn tần mục giọng nói của nàng vang lên ở trong đầu của tần mục nói ngươi là nhân tộc cũng không phải là chúa sáng thế tần mục thấy sờn tóc gái lặng lẽ gật đầu lãng huyền thần vương có thể đoán ra hắn không phải là chúa sáng thế là chuyện đương nhiên phủ nhận cũng không có bất kỳ tác dụng nào bởi vì thúc quân đã thừa nhận bọn họ là từ bên ngoài đi tới thế giới bỉ ngạn chúa sáng thế bên ngoài đã diệt sạch tần mục tất nhiên không thể nào là chúa sáng thế lấy trí tuệ của lãng huyền thần vương rất dễ dàng đoán được điểm này không cần phải lo lắng tiên đoán thứ ba nói sẽ có thánh anh đến trái đất nhưng chưa nói nhất định chính là chúa sáng thế có lẽ ngươi thật sự có thể là thánh anh chuỗi ngọc trước chán của lãng huyền thần vương tản ra ánh châu ôn hòa âm thanh tiếp tục vang lên ở trong đầu tần mục nói nhưng nhân tộc trở thành thánh anh đi tiên linh giới gặp các triều đại tiên linh hơn phần nửa sẽ bị các tiên linh phẫn nộ ôn tiêu diệt cho dù các tiên linh không giết ngươi nếu như tộc nhân của ta biết thân phận thật sự của ngươi cũng sẽ hạ sát thủ đối với ngươi tần mục chớp chớp mắt lãng huyền thần vương tiếp tục nói tuy nhiên ta có thể không vạch trần thân phận của ngươi cho dù thân phận của ngươi bị vạch trần lấy địa vị của ta cũng đủ để bảo vệ ngươi, ta cũng có thể ở trước mặt các tiên linh tiên linh giới bảo vệ ngươi, nhưng trước đó, ngươi nhất định phải thông qua thử thách của ta với các tộc trưởng khác, tần mục rên lên một tiếng, hắn cũng bị nữ tử này an bài rõ ràng, lãng huyền thần vương cùng hắn giao lưu xong, cười tùm tìm nói, các vị, nếu là thánh anh đến trái đất, như vậy thánh anh nhất định sẽ nắm giữ thần thức hơn người, thân thể hơn người, thủ đoạn chiến đấu hơn người, trí tuệ hơn người, mới có thể dẫn dắt người của tộc chúng ta đi ra khỏi bình nạn trở về tổ đình. Bởi vậy ta cho rằng sát hạch cũng cần chia ra làm bốn bước. Nề tình thánh anh còn chưa tới hai tuổi, như vậy cửa thử thách thần thức thứ nhất lại tương đương cùng chúa sáng thế Thành niên. Tu trọng nhìn về phía tần mục nói, ta nói không nguy hiểm. Tần mục thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hắn cảm ơn. Lãng uyển thần vương nói, cửa thứ hai là thử thách thân thể, cũng là tương đương với chúa sáng thế thành niên. Cửa thử thách thứ ba là thủ đoạn chiến đấu, cũng là như vậy. Cửa thử thách thứ tư là trí tuệ, như vậy sẽ do ta tự mình sát hạch. Các vị có dị nghị gì không? tu trọng nhìn về phía tần mục cười nói ngươi xem bốn cửa ải rất đơn giản lấy bản lĩnh của thánh anh khẳng định sẽ dễ dàng vượt qua trong lòng tần mục có chút lo sợ thử thách thân thể thủ đoạn chiến đấu thoạt nhìn là bình thường nhưng hắn đối với thân thể kỹ năng chiến đấu của chúa sáng thế cùng thủ đoạn chiến đấu thần thức tưởng tượng thực sự không nhiều các vị tộc trưởng châu đầu ghé tai bàn bạc một hồi tất cả đều không có dị nghị ta có dị nghị trên ghế đầu lớn của thúc quân nhảy nhót cười ha hả nói bốn cửa ải sát hạch này khó tránh khỏi quá đơn giản đi nói thế nào thánh anh cũng là đệ tử của ta thử thách nho nhỏ như vậy đối với thánh anh tất nhiên sẽ dễ, dễ như trở bàn tay tần mục giận tím mặt người này lại muốn cho ta đi giày nhỏ lãng huyền thần vương cười nói thúc quân thần vương có chỗ không biết bốn cửa ải này nhìn như đơn giản nhưng thật ra lại khó khăn cửa thứ nhất này là thử thách thần thức chính là tưởng tượng tạo vật hơn nữa không phải đối đầu cùng một vị chúa sáng thế thành niên mà đối đầu cùng chín vị chúa sáng thế thành niên chín vị chúa sáng thế đồng thời phát động thần thức quấy nhiễu tưởng tượng của hắn nếu như hắn có thể áp chế chín vị chúa sáng thế tưởng tượng tạo vật thành công vậy lại xem như là qua cửa ải sắc mặt của tu trọng thoáng biến đổi sắc mặt của tộc trưởng của các tộc khác cũng không khỏi biến đổi thúc quân cười ha hả nói chín vị thành niên chúa sáng thế quấy nhiễu tưởng tượng của hắn đó chính là đối đầu về thần thức có chút lơ là thánh anh lại sẽ bị thần thức của bọn họ đánh thành đần độn thử thách này còn tạm được có chút thú vị đồ nhi ngươi sợ sao đệ tử không sợ tần mục lộ ra vẻ tươi cười chất phác ánh mắt nhìn về phía đầu lớn của thúc quân thúc quân bị hắn nhìn sợ tới mức nổi da gà thầm nghĩ nếu như lão tử trở lại trong nguyên thạch tiểu tử này chắc chắn sẽ không buông tha cho ta vậy ai sẽ cho ta mượn khí huyết thần thức khôi phục lại thân thể ta còn phải trở về lãng huyền thần vương phân phó vài câu không lâu sau các tộc lại chọn ra chín vị chúa sáng thế thành niên có thân thể hùng tráng thánh anh phải tưởng tượng ra thánh vật của tu dân tộc lãng huyền thần vương nhìn về phía tu trọng tu trọng do dự một chút nhẹ nhàng nâng tay lên một món bảo vật chậm rãi bay lên lại là một viên hạt châu lơ lửng ở trước mặt tầng mục tu trọng nói thánh anh nhìn cho kỹ thần thức của hán bạo phát phát động hạt châu này chỉ thấy hạt châu này lập tức căng phồng lên trong giây lát hóa thành một thế giới chư thiên lơ lửng ở trên không trung của thế đàn. lục địa trong chư thiên hình tròn kia bị vây quanh ở trên vách bên trong của hạt châu thiên sơn vạn thủy đều giống như được tạo ra bằng ngọc thân núi cùng sông hình thành mỗi loại phù văn tuyệt đẹp vô số dãy núi cao thấp lên xuống, chi tiết cấu tạo vô cùng phức tạp, hướng sông, núi suối thác nước cũng có cấu tạo từ những phù văn khác nhau, các loại phù văn liên hệ giữa chúng cũng là cực kỳ phiền phức. Mối chốt nhất chính là trung tâm của hạt châu có một tòa thần thành, cùng loại với cấu tạo của thiên cung ngọc kinh thành, bên trong còn có hình thái của cổ thần thần ma. Nếu như nhìn kỹ, lại sẽ thấy trong cơ thể của những cổ thần hình thái thần ma này cất giấu vô số chi tiết. Trên trán của thúc quân xuất hiện mồ hôi lạnh, trong lòng lầm bầm lãng uyển thần vương tiểu nương tử này dự định giết chết thánh anh phi giết chết tiểu tử tần mục này tưởng tượng phức tạp như vậy đừng nói hắn tưởng tượng không ra ngay cả ta cũng có chút miễn cưỡng điều khiển thần thức quá tinh tế những chúa sáng thế hoàn toàn vứt bỏ truyền thống một viên hạt châu cũng làm cho phức tạp như vậy con mắt dựng thẳng ở mi tâm của tần mục mở ra một màn ánh sáng từ trong mắt thần bắn ra giống như quét qua vô cùng tỉ mỉ tất cả ngõ ngách của thánh vật tu dân tộc bất kể dãy núi sông hay là tòa ngọc kinh thành này đều quét qua một lần Tần mục nhắm mắt lại, ngồi ở trên tế đàn vẫn không nhúc nhích, phía dưới có hơn 10 vạn chúa sáng thế im lặng, khẩn trương nhìn hắn. Đột nhiên, tần mục mở mắt, nói, có thể, lãng huyền thần vương nói, chín vị thần thức của chúa sáng thế công kích, phá hủy tưởng tượng của ngươi, ngươi không nên lơ là thiếu cảnh giác. Tần mục khẽ gật đầu, lãng huyền thần vương ra hiệu về phía chín vị chúa sáng thế này, thần thức của chín vị chúa sáng thế này lập tức bạo phát, trong con mắt thứ ba ở mi tâm có thần thức tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, cho dù thần thức vô hình lại dâng lên từng trận gió bão sấm sét phóng về phía tần mục trên tế đàn thần thức của chín vị chúa sáng thế này bạo phát trước tiên thần thức của tần mục cũng đã gào thét tuôn ra nhưng hắn vẫn chưa tưởng tượng ra hạt châu này mà phát ra tất cả thần thức phóng về phía chín vị chúa sáng thế này ầm ầm xung quanh tế đàn chấn động kịch liệt mười luồng thần thức cường đại va chạm thần thức của tần mục bỗng nhiên hóa thành đại la thiên nghiền ép thần thức của chín vị chúa sáng thế thành niên trong nháy mắt lại đánh cho thần thức của chín vị chúa sáng thế quay về mi tâm của bọn họ. Phong, hắn khẽ quát một tiếng, thân thể của chín vị chúa sáng thế đều chấn động mạnh, con mắt dựng thẳng hình thoi trên mi tâm lập tức bị lắc lư, bị hắn lấy thần thức phong ấn từng tầng, khiến cho bọn họ không có cách nào điều động được thần thức ra khỏi mi tâm. Tần Mục liên tục phong ấn chín người này xong, mới thu hồi thần thức, tưởng tượng tạo vật, đây mới là thánh anh chứ. Tộc trưởng Động Minh không nhịn được tán thưởng, cười nói: nếu như hắn một lòng phải tưởng tượng ngọc kinh châu của tu dân tộc nhất định sẽ bị chín người kiên nhân cơ hội đánh ép nói không chừng còn bị chín người kia đánh thành đấn độn nhưng phong ấn thần thức của bọn họ lại có thể ung dung tưởng tượng mà không bị quấy dày các tộc trưởng khác cũng đều gật đầu tam nữ nói hiện tại ta lại muốn xem hắn có thể tưởng tượng ra ngọc kinh châu hay không bọn họ còn chưa nói dứt lời lại thấy xung quanh tần mục có thiên sơn vạn thủy giống như từ trong không trung phun mạnh ra ngoài các loại thế núi thế nước thiên văn địa lý gần như giống hệt với rộng thiên trong ngọc kinh châu tất cả đều hiện lên không chỉ có như vậy ảo ảnh ngọc kinh thành cũng tự nổi lên cửa thành tường thành các loại căn phòng cung điện bảo điện cũng hoàn toàn tương tự với ngọc kinh châu mà những cổ thần hình thái thần ma kia cũng bị tần mục lần lượt tưởng tượng ra được cấu tạo phức tạp phiền phức thậm chí so với ngọc kinh châu chỉ có hơn chứ không kém giống như trời giúp giống như trời giúp rất nhiều chỗ sáng thế đều thán phục khen so với ngọc kinh châu còn muốn phức tạp hơn càng chi tiết hơn nhiều thật sự không hổ danh là thánh anh do nguyên thạch sinh chỉ điểm chúng ta, thúc quân trợn trừng mắt, thầm nghĩ, đổi lại là ta, chắc hẳn đã bị đánh thành ngu dại, không, ta sẽ không bị đánh thành đần độn, ta lại không có đầu óc, đây mới là chỗ thử thách nhất đối với thần thức của chúa sáng thế. Nếu như tần mục không có phong ấn chín vị chúa sáng thế này, chín vị chúa sáng thế này làm loạn, hắn căn bản không có khả năng tưởng tượng ra được Ngọc Kinh Châu, càng không thể nào biến ảo thành thật, mà bây giờ, hắn lại có đầy đủ thời gian. Tần mục ngồi ở trung tâm của Ngọc Kinh Châu, thần thức không ngừng tuôn ra, giống như có hàng vạn hàng nghìn bàn tay của họa sĩ vô hình cầm bút vẽ vô hình ở trong hạt châu vẽ ra bề ngoài sáng tạo ra một thế giới khiến cho thế giới này càng lúc càng thật không biết qua bao lâu hắn cuối cùng thu hồi thần trí của mình không lại tưởng tượng nữa hắn sải bước từ trong ngọc kinh châu trở lại trên tế đàn rất nhiều chúa sáng thế đều tiến lên cẩn thận quan sát tu trọng kiểm tra càng cẩn thận hơn chỉ thấy tần mục tưởng tượng ra ngọc kinh châu nhỏ hơn so với thánh vật của tu dân tộc rất nhiều các phương diện đều tìm không được nửa khuyết điểm nhỏ nhặt nào chẳng qua là cổ thần ngọc kinh thành trong tưởng tượng của tần mục có phần không giống với cổ thần trong thánh vật của tu dân tộc tu trọng cười nói thánh anh không hổ danh là thánh anh mức độ tạo vật này đã là nhân vật đứng đầu trong các chúa sáng thế cho dù tu vi thần thức có hơi kém một chút còn nữa chính là hình thái của những thần ma này có chút vấn đề tuy nhiên đây cũng là do kiến thức chưa đủ không trách được thánh anh hắn vừa mới nói tới đây đột nhiên chỉ thấy những cổ thần trong ngọc kinh châu hoạt động mỗi một vị cổ thần trong ngọc kinh thành có động tác và thần thái không giống nhau đại đạo phù văn trên người bọn họ cũng không giống nhau. Không chỉ có như vậy, trong miệng 16 vị cổ thần đều đọc thầm, không ngờ là 16 loại ngôn ngữ khác nhau, ngôn ngữ khác nhau hợp cùng một chỗ, hình thành đạo âm cực lớn, từ trong hạt châu truyền đến có phần thần thánh nghiêm túc khác thường. Theo đạo âm chấn động, tất cả phù văn hoa văn trong Ngọc Kinh Châu, mặt trời mặt trăng sông núi sông hồ nước biển đều phóng ra ánh sáng, toàn bộ Ngọc Kinh Châu dường như ngưng tụ một lực lượng chiêu thiên, tản ra chấn động kinh người, các vị tộc trưởng dọa cho giật mình vội vàng lui về phía sau, tần mục tưởng tượng ra trong ngọc kinh châu này chiếu ra ánh sáng ở trong không gian phạm vi nhìn trượng, trong ngọc kinh châu có hoa văn phủ văn bắn ra, ở bên ngoài ngọc kinh châu này phóng ra một ngọc kinh châu khác với phạm vi nhìn trượng, chẳng qua bên trong chính là thực thể, bên ngoài chính là ảo ảnh, nhưng trong ảo ảnh cấu tạo trận pháp cũng có đầy đủ uy lực, mặt trời mặt trăng sông núi sông hồ nước biển đang không ngừng ngưng tụ lại, cho nên càng thêm thật, ngọc kinh thành cũng nổi lên, các thần ma sừng sững, trong miệng vang lên các ngôn ngữ khác nhau, ong ảo ảnh ngọc kinh châu chấn động ánh sáng bắn ra phóng đại lên gấp đôi ở bên ngoài hai ngọc kinh châu hình thành ngọc kinh châu thứ ba to lớn hơn mọi người xung quanh tế đàn đều bị bao trùm ở trong đó xin mê nhìn chư thiên thứ ba được phóng đại gấp hai lần ong, chư thiên thứ ba lại một lần nữa phóng hình thành chư thiên thứ tư tiếp theo là chư thiên thứ năm chư thiên thứ sáu sau khi ngọc kinh châu hình thành chư thiên thứ sáu phóng ra ảo ảnh càng thêm ảm đạm không có cách nào tiến hành phóng ra lần thứ sáu tần mục đứng ở trên tế đàn thần nhãn thứ ba ở mi tâm chậm rãi khép kín từng tầng chư thiên dần dần tiêu tan cuối cùng ngọc kinh châu hóa thành một viên linh châu có kích thước chừng đầu ngón tay rơi vào trong lòng bàn tay của hắn tu trọng thánh vật của tu dân tộc các người cũng có thể làm như thế sao tàm nữ tộc trưởng từ lê hỏi tu trọng mờ mịt lắc đầu nói không thể tần mục giao ngọc kinh châu mình tưởng tượng ra cho hắn nói các người tưởng tượng cổ thần thiếu đi một chút phủ văn cho nên không có cách nào tạo ra hình chiếu chư thiên thứ hai ta bổ sung thêm chỉ cần thần thức đủ cường đại trừ thiên thứ hai từ hình chiếu trong ngọc kinh châu đi ra cũng có thể biến thành sự thật thần thức của ta không mạnh chỉ có thể tạo hình chiếu đến trừ thiên thứ sáu tu dân tộc rất lợi hại ngọc kinh châu này ẩn chứa uy lực vô cùng kinh người hắn không nhịn được tán thưởng một hồi nói nếu không phải ta ở trên họa đạo sen nghệ thuật thuật số có thành tựu không nhỏ thật sự không có khả năng quan sát tưởng tượng ra được tu dân tộc quả thật nổi bật tu trọng cẩn thận nâng ngọc kinh châu do hắn tưởng tượng ra trong lòng mờ mịt vạn phần, tu dân tộc chúng ta tưởng tượng ra Ngọc Kinh Châu, không có chức năng này, hắn vội vàng nói, bổ sung phù văn cổ thần có thể có hình chiếu vô hạn sao? Tần Mục lắc đầu, nói, khi ta vừa mới tưởng tượng, bởi vì thời gian cấp bách, chỉ thôi diễn đến con số 18, cũng chính là nói, Ngọc Kinh Châu có thể phóng ra 18 chư thiên, sau 18 chư thiên, sẽ bởi vì trên phương diện thuật số không đủ, sẽ dẫn đến hình chiếu xảy ra khác biệt càng lúc càng lớn bởi vì khác biệt quá lớn chư thiên được chiếu ra sau đó sẽ không có đủ uy lực tu trọng ngẩn người một lát thuật số tần mục khẽ gật đầu thuật số chúa sáng thế tưởng tượng một vài thứ đơn giản ví dụ như mặt gương là không cần thuật số nhưng thứ phức tạp giống như cấu tạo trận pháp lại cần tới thuật số nếu như sử dụng thuật số đơn thuần ta chế tạo không ra một hình cầu tinh khiết nhưng tưởng tượng phối hợp với thuật số lại có thể cho dành ra vật thể có độ chặt chẽ nâng cao gấp mấy lần nếu như độ chặt chẽ cũng đủ cao thần thức cũng đủ mạnh mẽ, lại có thể có hình chiếu xuống vô hạn. Tu trọng vẫn còn có chút không hiểu, tần mục bất đắc dĩ, cô đơn lắc đầu, những chùa sáng thế không hiểu thuật số. Chùa sáng thế gần như không có yêu cầu về thuật số, bởi vì bọn họ có thể tưởng tượng ra mặt gương hoàn mỹ nhất, tưởng tượng ra các loại hoa văn, cho nên không có phát triển ra thuật số. Nhưng tưởng tượng cũng không phải là vạn năng, ở trên phương diện chi tiết cấu tạo tưởng tượng lại cần phải thuật số tới bổ sung. Lãng quyền thần vương cười nói, nếu cửa thứ nhất thông qua, như vậy lại bắt đầu cửa thứ hai, thử thách thân thể, cửa ải này đơn giản, chẳng qua là thân thể chiến đấu mà thôi, không dùng tới bất kỳ thần thức nào, chỉ dựa vào thân thể, lại có chính vị chúa sáng thế đi ra, thân thể to lớn giống như núi, trong lòng tần mục bỡ ngỡ, nhìn tu trọng, khẽ nói, không có nguy hiểm sao, tu trọng có lòng tin tràn đầy, nói, đối với thánh anh sẽ không có nguy hiểm, tần mục liếc nhìn về phía thúc quân, thúc quân dương dương đắc ý, kêu lên, sử dụng ra phương pháp rèn thể thần thức ta dạy cho ngươi vào đám đánh bọn họ tè ra quần. Tần Mục giận dữ, người này truyền thụ cho mình là tam viên thượng thức, căn bản không có từng truyền thụ phương pháp rèn thể. Mỗi lần từ chỗ thúc quân lấy ra được một ít thần thức pháp môn, đều cần phải trao đổi với người này, bởi vậy pháp môn tu luyện thần thức của hắn đều không chọn vẹn không được đầy đủ. Tần Mục lĩnh ngộ ra phương pháp rèn thể là từ đại la vô thượng thần thức nhận được trong thần thức của thái đế, trong đó có lấy bản thân làm thế giới, thân chứa hai nghìn cổ thần. Đại la vô thượng thần thức quả thật lợi hại, nhưng loại thuật rèn thể này hắn mới tu luyện trong thời gian ngắn ngủi, không biết có thể chống lại cùng chúa sáng thế thành niên hay không. Tần mục lấy lại bình tĩnh, khí tức ổn định, điều động thần thức, thần thức của hắn lập tức từ trong đầu tuôn ra chảy vào trong nhãn thần thứ ba, trải qua thái sơ nguyên thạch, hóa thành đại gia thiên. Thần thức của hắn ở trong thái sơ nguyên thạch bạo phát, ý nghĩ là thiên đình, đan điền là nguyên đô, khí hải là quy khư, dũng tuyền là u đô, hai tay, hai chân là bốn tướng bốn cực lưng là 33 tầng trời thần thức thiên đình sinh ra cổ thần thiên đế nguyên đồ sinh ra địa mẫu khí hải sinh ra đế hậu tỷ muội dũng tuyển sinh ra thổ bá hai tay hai chân sinh ra thanh long bạch hồ chu tức huyền vũ 33 tầng trời ở lưng diễn biến thành gần hai nghìn vị cổ thần phách thể tam đan công của hắn phát động lưới lớn thống nhất chặt chẽ vô cùng hình thành một càn khôn bên trong ầm uhm, một vị chúa sáng thế đánh tới một quyền đánh cho không gian vỡ nát tộc của chúa sáng thế mạnh nhất chính là thân thể cường đại bọn họ lấy thần thức tưởng tượng thân thể của mình nâng cao cường năng thân thể là chủng tộc thân thể mạnh nhất trong lịch sử một quyền này đơn giản không có thành tựu võ đạo nhưng lại thể hiện ra hết trên phương diện lực lượng mạnh mẽ hai chân của tần mục đứng ở trên tế đàn vung quyền nghênh đón nắm đám giống như dãy núi của vị chúa sáng thế này đám đấm của hắn quá nhỏ nhưng mà vào lúc này tám vị chúa sáng thế khác cùng nhau vung quyền từ các phương hướng khác nhau của tế đàn đồng thời đánh về phía tần mục sắc mặt của tần mục thoáng biến đổi thân thể lay động hóa thành ba đầu sáu tay nhưng sáu tay khó địch nổi chín quyền hắn đỡ sáu quyền, hai quyền khác lại không đỡ được, bị hai nắm đấm thật lớn này một trái một phải kẹp ở giữa. còn có một vị chúa sáng thế từ trong không trung công kích tới, một quyền đánh xuống, còn chưa đi tới trên tế đàn, tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, các chúa sáng thế xung quanh không đành lòng nhìn, loại cục diện này tất nhiên là máu me đầm đìa, tần mục bị nắm đấm của hai đại chúa sáng thế kẹp ở giữa, khẳng định giống như quả dưa hấu bị nghiền éo tới mức từng bán ra bốn phía, nhưng hai vị chúa sáng thế này lại thấy rõ ràng nắm đấm của bọn họ căn bản không có chạm vào nhau bị hai nắm đấm giống như đỉnh núi kẹp ở giữa tần mục căn bản không có bị bọn họ đánh làm bánh thịt mà lấy thân thể cứng rắn chống đỡ nắm đấm của bọn họ thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng biến hình tần mục cũng ngẩn người đại la vô thượng thần thức của thái đế quả nhiên mạnh mẽ thân thể của hắn so sánh với cổ thần thiên đế chỉ sợ cũng hoàn toàn không kém hơn tần mục gào to một tiếng lập tức phản kích hai quyền đánh ra hai vị chúa sáng thế này bay về phía sau từ phía sang ngã xuống một quyền của vị chúa sáng thế trong không trung này đánh tới tần mục giống như cái đinh trực tiếp đứng ở trên tế đàn tế đàn bị đập lún về phía trong lòng đất trăm trượng nhưng hắn vẫn sừng sững bất động tần mục vung quyền đánh về phía trước vị chúa sáng thế trong không trung phun ra máu tươi bị một quyền của hắn đánh cho bay vào tầng mây phun ra máu nhuộm đỏ cả mây trắng sáu vị chúa sáng thế khác gác mình một cái tưởng tượng ra tám cánh tay nắm đấm giống như cuồng phong mưa rào đánh xuống những tiếng bịch bịch không ngừng vang lên bên tai lại có âm thanh xương cốt vỡ nát truyền đến mỗi một thân thể to lớn bay lên, ngã về phía sau, những chúa sáng thế thành niên ở giữa không trung, từng cánh tay nổ nát, sương máu tràn ngập, trên tế đàn, tần mục bỏ đi ba đầu sáu tay, khôi phục lại chân thân, hắn vẫn khoác áo choàng màu đỏ lớn ngồi xuống, lãng huyền thần vương vỗ tay một cái, sai người nâng chín vị chúa sáng thế này xuống nghỉ tạm, những chúa sáng thế này mặc dù bị thương, nhưng cũng có thể lợi dụng thần trí của mình tưởng tượng, chữa trị thân thể, bởi vậy chút vết thương ấy cũng không tính là nặng. Đây cũng là nguyên nhân vô ưu hương vẫn cùng chúa sáng thế khai chiến, lại không thể chiếm được thượng phong, bởi vì những chúa sáng thế đánh thế nào cũng đánh không chết, chỉ cần thần thức còn, lại có thể phục hồi như cũ, tiếp tục chiến đấu. Mãi đến khi thần tử U Đô Tần Phượng Thanh đến, trực tiếp nốt chọn linh hồn của những chúa sáng thế, lúc này mới khiến cho chúa sáng thế bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy các chúa sáng thế của thế giới bỉ ngạn xem hài nhi kỳ quái đầu to này là kẻ địch lớn. Thần vương, cửa thứ ba là gì? Tinh thần tần mục chấn hương, cười hỏi lãng uyển thần vương cười nói cửa thứ ba là thử thách thần thông thần thức lại có chín vị chúa sáng thế tiến lên ngồi xuống xung quanh tế đàn hai mắt nhắm chặt chỉ còn lại con mắt hình thoi dựng thẳng ở mi tâm tần mục nhíu mày nhìn về phía thúc quân liên quan tới thần thông thần thức hắn biết được quả thật không nhiều thúc quân không có dạy qua hắn được bao nhiêu trong thần thức của thái đế cũng không có thần thông thần thức hoàn chỉnh tần mục cắn răng nhắm hai mắt lại con mắt dựng thẳng của mi tâm mở ra thầm nghĩ thần thông đều do con người sáng tạo ra người khác có thể sáng tạo ra ta cũng có thể sáng tạo ra nếu như vậy lại tạm thời sáng tạo cùng những chúa sáng thế phân cao thấp một lần hắn âm thầm khích lệ mình ta là phách thể ta có thể làm được trong đó bi tâm của một vị chúa sáng thế có ánh sáng chớp động một con rồng vàng từ trong bi tâm của hắn bơi ra nhen anh múa vuốt đốt mây thả khói trong lòng tần mục thoáng động vị chúa sáng thế này tưởng tượng ra chân long cũng lấy nguyên khí xây dựng thành phù văn hình thành thần thông hình rồng lại không có gì khác biệt nếu như ta lấy thần thức tới thay thế nguyên khí, có phải cũng có thể làm được hay không? Tâm niệm hắn thoáng động, thần thức từ mi tâm tuôn ra, hóa thành một con rồng màu vàng lắc đầu lắc đuôi bơi ra khỏi mi tâm, lập tức bịch một tiếng ngã xuống đất. Ta tưởng tượng chính là rồng béo sao, trên trán của tần mục xuất hiện gân xanh, mỗi lần mình tưởng tượng ra rồng, thứ quan sát nghĩ ra được đều có mấy phần tương tự với Long Kỳ Lân. Hắn lấy lại bình tĩnh, thay đổi tưởng tượng, tưởng tượng cổ thần chư thiên, từng vị cổ thần từ trong mi tâm của hắn đi ra, rất nhanh đứng đầy tế đàn. Thúc quân khẽ nói, tiểu tử thối, thần thông thần thức không phải như thế. Ngay khi cổ thần do tần mục quan tưởng ra vừa mới thành hình, thần thức thần thông của chín vị tạo vật chủ đã công tới. Chín vị tạo vật chủ này ngồi ngay ngán bất động, thần thức của bọn họ hóa thành long phượng sơn hải yên vân các loại dị tượng tuôn hướng tế đàn. Thần thức tần mục khẽ động, các cổ thần trên tế đàn không ngừng luân phiên nghênh đón những thần thông, chém giết thảm liệt một đầu thần long bị thiên công do hắn quan tưởng xé nát nhưng ngay lập tức sau khi thần long tan rã liền hóa thành từng luồng thần thức điên cuồng xông vào bên trong thân thể của thiên công sau một khắc một thanh đại kiếm xuất hiện cắt thiên công do hắn quan tưởng từ trong ra ngoài sau khi thiên công bị xé ra thanh đại kiếm kia hóa thành một cái đấu móc ngược mà xuống điên cuồng xoay tròn thiên công do tần mục quan tưởng ra bị luyện thành cho tàn ngay cả thần thức cũng bị luyện mất trong lòng tần mục giật mình còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì từng cổ thần do hắn quan tưởng ra đã bị chín vị tạo vật chủ kia chém giết thổ bá bị chém mất sừng trâu đâm mù mắt địa mẫu bị đánh đến xương cốt đứt gãy thiêu thành cho tàn những cổ thần khác cũng đều chết thảm nhiều nhất chỉ chống đỡ được một hai chiêu liền không thoát khỏi số mệnh bị luyệt hóa cái chán của tần mục không ngừng toát ra mồ hôi lạnh cổ thần do hắn quan tưởng tất nhiên có chiến lực mạnh mẽ thế nhưng hắn lại đánh giá thấp thần thông thần thức của tạo vật chủ và lại thúc quân cũng không có dạy qua thần thông thần thức cho hắn làm cho cổ thần của hắn ngay từ trận công kích đầu tiên đã bị phá đi. Thần thông thần thức của tạo vật chủ thiên kỳ bách quái, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Loại hình thần thông này cũng không có hình thái cố định, tỉ như quan tưởng ra long phượng, một khắc sau long phượng liền biến mất, hóa thành hình thái khác, nhằm vào nhược điểm của cổ thần do hắn quan tưởng ra mà đánh, hoàn toàn khác biệt so với phương pháp dùng phù văn nguyên khí hóa thành thần thông. Hắn có thể điều khiển những cổ thần do quan tưởng ra này, thậm chí lợi dụng những cổ thần này để thi triển thần thông nhưng cổ thần do quan tưởng ra căn bản không có thực lực đủ cường đại để có thể chống lại thần thông thần thức của tạo vật chủ chiến lược của cổ thần do hắn quan tưởng ra thậm chí còn kém hơn so với cảnh giới thần chỉ tu thành tôn thần hắn điên cuồng quan tưởng lại có từng tôn cổ thần hóa sinh ra thu vững tế đàn ngăn cản thần thông thản thức công kích của chín vị tạo vật chủ dần dần thần thông thản thức do chín vị tạo vật chủ quan tưởng ra ngày càng nhiều lúc này việc phá võ thủ thế của hắn chỉ còn là vấn đề thời gian thần thông thần thức khó đối phó như vậy trong đầu tần mục trăm ngàn loại suy nghĩ không ngừng xuất hiện với tốc độ như diện quang hỏa thạch nghĩ ra từng phương pháp ứng đối nhưng muốn trong một thời gian ngắn như vậy tìm hiểu được kỹ xảo ứng biến của thần thông thần thức thì quả thực rất khó khăn nhất là muốn lấy một địch chín đồng thời đối kháng chín vị tạo vật chủ trưởng thành càng là khó càng thêm khó thúc quân thần vương thời đại thái cổ tam vương thần thông của ngươi lại thô bỉ như vậy sao lãng nguyên thần vương lườm cái đầu to ở trên bảo tọa giống như cười mà không phải cười nói thánh anh là truyền thừa từ ngươi dường như hắn giống như một tiểu hài từ không hiểu thần thông thần thức phương thức vận dụng của hắn không nhịn được làm ta cảm thấy buồn cười không ngờ một trong thái cổ tam vương thúc quân lại có trình độ như vậy quả thực là nằm ngoài dự liệu của ta bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim thúc quân hừ lạnh một tiếng rất là khó chịu ta cũng không truyền thụ cho hắn thần thông thần thức của ta nếu là ta truyền hắc hắc đừng nói chín vị tạo vật chủ trưởng thành điền xem như một trăm vị cũng có thể tùy tiện bị đánh rơi xuống lãng huyền thần vương hơi hơi nhíu mày nói khẽ nói như vậy thánh anh chưa từng học qua thần thông thần thức thúc quân trầm mặc lông mày lãng huyền thần vương càng nhíu chặt hơn tần mục chưa từng học qua thần thông thần thức lại nằm ngoài dự liệu của nàng nàng vốn cho rằng tần mục có thúc quân là lão sư khẳng định dù ít hay nhiều cũng sẽ truyền thụ thần thông thần thức cho hắn như vậy cho dù tần mục không thể vượt qua khảo nghiệm trước mắt một cách nhẹ nhàng nhưng cũng còn có thể vượt qua nàng lại không có nghĩ tới ngay cả một chiều thần thông thần thức tần mục cũng không biết tiếp tục như vậy mà nói hắn không kiên trì được bao lâu đôi mày ngài của lãng nguyên thần vương giãn ra thầm nghĩ sau khi hắn chết ta lại thu hồi thái sơ thần thạch thái đế ấn cùng thái đế tế đàn tái tạo một vị thánh anh à nàng vừa mới nghĩ đến đây đột nhiên tần mục lại di chuyển trên tế đàn nhưng người nằm xuống mà ngáy o o lãng nguyên thần vương giật mình lúc này nằm xuống trên tế đàn tần mục thôi động vô lượng kiếp kinh lập tức trên tế đàn nho nhỏ xuất hiện vô số tần mục nho nhỏ mã ha thầm thì ồn ào bảy móng tám mỏ tụ lại một chỗ đánh tới đánh lui phi thưởng náo nhiệt những tiểu tần mục này lại đang bắt chước thần thông của chín vị tạo vật chủ kia cố gắng làm cho thần thức có thể đạt đến mức thiên biến vạn hóa như những tạo vật chủ rất nhanh những tiểu tần mục liền bị giết chết không còn một mống có bị thần thông thần thức của đối phương ép cho bạo thể mà chết có bị phi kiếm đột nhiên xuất hiện chặt đứt đầu có bị đại sơn không biết từ đâu ra nghiền tới thì nát xương tan, có bị song long xé thành hai nữa, có ở bên trong cơ thể xuất thần hỏa, tự thiêu mà chết, có thì đối nước tại dưới thần thông của đối phương, tai mắt mũi miệng không ngừng phun nước, tràng diện cực kỳ thảm liệt, trên tế đàn cực kỳ náo nhiệt, mà thần thông của chín vị tạo vật chủ kia thần đã đánh tới tế đàn, giết lên đỉnh tế đàn, bất chợt, tần mục bỗng nhiên mở mắt, thế giới trong mộng sụp đổ, những điều tần mục mới vừa bị chết thiên hình vạn trạng lập tức theo mộng cảnh tiêu tán mà biến mất tần mục ngồi lại ngay ngắn hai mắt nhắm nghiền con mắt ở dòng mi tâm mở ra hư không sinh điện chỉ một thoáng trôi qua trên không trung của tế đần khắp nơi đều là lôi đình hình thành lôi vân với quy mô hùng vĩ lôi đình giang rác giang rác như mưa đánh xuống không ngớt bốn phía tế đà lập tức biến thành lôi hải mênh mông thần thông thần thức của chín vị tạo vật chủ bị đánh cho thùng trăm ngàn lỗ lâm vào trạng thái bất động sau khi hạ xuống mắt đất những tia sấm sét liền hóa thành vô số những chồi non đón gió mà phát triển trong khoảng khắc toàn bộ tế đàn lục ý giạt rào hòa thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy chín vị tạo vật chủ kia đang muốn khống chế thần thức của mình nghênh đón thì đột nhiên một cơn gió lớn thổi tới đại mà hoàng sa bao phủ lại rừng rậm thân phong cuốn lên thần hòa biển lửa hừng hướng công kích về phía bọn họ trong chớp mắt biển lửa đã xông đến bên cạnh bọn họ mi tâm của chín vị tạo vật chủ tỏa ra hào quang mỗi người đưa tay của mình ra dùng sức nắm lấy thần thức của mình mà vạch một cái khiến cho hư không vỡ ra vô số ngôi sao bắn ra tại trước người mỗi người bọn họ hóa thành từng đạo tinh hà trong tinh hà không ngưỡng có những tân tinh xuất hiện kéo giãn khoảng cách của bọn họ với tần mục càng ngày càng xa nhưng vào lúc này biển lửa lại đốt nhiên biến mất hóa thành vô số đầu chim khách xứ rít bay quanh tinh hà dựng thành từng tòa ô thước kiều nối thẳng tới bờ bên kia ô thước kiều nối đến bờ bên kia đột nhiên ngửa đầu hóa thành một đầu đại xà hé cái miệng lớn đến nỗi có thể thôn thiên về phía chính bị tạo vật chủ trong lòng chín vị tạo vật chủ dùng mình lại một lần nữa cải biến thần thức nghi truyền thần thông hóa thành một cái lưới chủ về phía đại xà chín đầu đại xà chui vào lưới đột nhiên tiêu tán hóa thành từng dòng thần thức cuồn cuồn chui vào thiên linh cái ở đỉnh đầu bọn họ chín vị tạo vật chủ cố gắng mở hai mắt ra không dám nhúc nhích mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống thần thức của tần mục đã xâm nhập vào trong nhục thân của bọn họ chỉ cần hán quan tưởng ra con quái vật khổng lồ nào liền có thể khiến cho nhục thân bọn họ bị nổ tung được rồi thanh âm của lãng huyền thần vương kịp thời truyền đến thần thức tần mục lập tức bay ra từ bên trong thân thể của chín vị tạo vật chủ hóa thành từng đạo khí lưu vô hình bay về phía tế đàn chui vào trong nghi tâm tần mục lãng uyển thần vương nghiêng người nói với cái đầu khổng lồ bên cạnh mình trên bảo tọa thúc quân thần vương không hổ là một trong thái cổ tam vương mới vừa rồi còn gà ta nói không có dạy qua hắn hiện tại xem ra thánh anh thần thông thần thức tạo nghị lại là không bình thường thúc quân một mảnh mờ mịt lẩm bẩm nói ta thật không có không tệ ta là thái cổ thần vương tự nhiên là có chút thủ đoạn dạy hán thần thông thần thức mặc dù thô thiền qua loa nhưng cũng đã đủ để ứng phó với những tạo vật chủ ngươi lựa chọn mặt hắn không đổi sắc lãng huyền thần vương khẽ cười một tiếng đứng dậy cười nói thánh anh đã thông qua được ba trận đại khảo ba trận đại khảo này nói khó không khó lấy thân phận cùng bản sự của thánh anh tự nhiên có thể tùy tiện vượt qua một trận cuối cùng là khảo nghiệm trí tuệ thánh anh nàng gót sen uyển chuyển đi tới trên tế đàn trong mi tâm quang mang phun trào giống như là hào quang trầm chậm, chậm, chậm trải rộng ra hóa thành một mảnh lĩnh vực vây tần mục ở trong đó trong lòng tần mục khẽ dao động xuyên thấu qua lĩnh vực này nhìn về phía ngoại giới ngoài tế đàn động tác của những tạo vật chủ kia trở nên mau lẹ không gì sánh được y như phù quang lực ảnh hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trên trời tốc độ di chuyển của mặt trời cũng trở nên nhanh tới mức không gì sánh được dường như chỉ trong nháy mắt đã từ đằng đông lạn về đằng tây nhật trầm nguyệt thăng cũng là sự tình trong nháy mắt ngay tại trong chớp mắt mặt trời mặt trăng luân chuyển đã hơn ba lần vô thượng thần thức lĩnh vực tần mục trong lòng giật mình lãng huyền thần vương đứng tại bên cạnh hắn nói khẽ thần thông lĩnh vực này là tuyệt học của đại cừu nhân bộ tộc tạo vật chủ ta thánh anh chỉ cần có thể lấy trí tuệ của mình phá giải loại thần thông này mới xem như thông qua trận khảo hạch này nếu không ngươi coi như có được thân phận thánh anh tương lai cũng sẽ chết tại dưới loại thần thông này tần mục nói khẽ thái đế trong lòng lãng huyền thần vương hơi rung cúi đầu nhìn về phía hắn so sánh với nàng tần mục rất nhỏ bé nàng là thân vương trong tạo vật chủ thân thể to lớn như là cổ thần thiên âm nương nương tần mục đứng tại bên chân nàng vô cùng nhỏ bé đích thật là thần thông thái đế lãng uyển thần vương không có phủ nhận nói thái đế phản bội tộc ta làm cho tộc ta suýt chút nữa bị diệt tuyệt huyết hải thâm cừu này vô luận như thế nào đều muốn báo ta sinh ra chính là vì hướng hắn báo thù bất quá ta mặc dù đem thần thông của hắn bắt trước đến bảy tám phần nhưng là phá giải thần thông của hắn ta không có bất kỳ nắm chắc nào cả tần mục nhíu mày thử dò xét nói ý của ngươi là thái đế còn sống bất quá ta tại thái hư rõ ràng nhìn thấy thái đế đã chết nhục thể của hắn bị vân thiên tôn cùng tạo vật chủ vây chết ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực lãng uyển thần vương lắc đầu nhục thân từ từ thu nhỏ không bao lâu liền thu nhỏ đến độ cao bằng với tần mục nói nhiệt định thái đế còn sống năm đó vô số tạo vật chủ tế tự hắn khiến cho hắn trở thành tồn tại mạnh nhất thế gian có được nhục thân mạnh nhất thần thức mạnh nhất hắn không có khả năng bị vây chết ở nơi đó nàng nói khẽ hắn có được vĩnh hằng bất diệt thần thức hắn có thể lấy tùy ý hình thái sống sót cho dù là bỏ qua nhục thân cho dù là bỏ qua hồn phách thậm chí bỏ qua một bộ phận thần thức hắn đều có thể còn sống sót thái đế chết tại thái hư chỉ là một bộ phận của hắn hắn còn có những bộ phận khác còn sống ở trong tổ đình tần mục nhím mày tu luyện tới cấp độ như xích hoàng liền có thể có được bất diệt thần thức vĩnh hằng tồn tại trừ phi ma diệt bất diệt thần thức của xích hoàng mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được hắn còn loại tồn tại được tạo nên từ vô số thần thực của tạo vật chủ như thái đế có thần thức mạnh hơn xích hoàng rất nhiều muốn tiêu diệt được hắn quả thực vô cùng khó khăn thái đế vì sao muốn diệt trừ tạo vật chủ tần mục không hiểu hỏi hắn cùng các ngươi không phải đồng tộc sao bởi vì tạo vật chủ tạo nên hắn nếu như tạo vật chủ có thể tạo nên hắn cũng có thể tạo nên những người khác như vậy vì sự thống trị của hắn hắn nhất định phải diệt trừ trừ tất cả những tạo vật chủ đã tạo ra hắn lãng huyền thần vương nói ra một sự thật lạnh như băng nói hiện tại thời gian bên ngoài đã qua hơn nửa năm ngươi cần tăng thêm tốc độ ngươi có được vô cùng vô tận thời gian phá giải lĩnh vực này có ta hầu ở bên cạnh ngươi vô thượng thần thức lĩnh vực do ta bố trí ngay cả ta cũng không thể ra ngoài tần mục tâm thần rung động nhìn một chút nữ hài bên người đột nhiên tỉnh ngộ lại vội vàng rời ánh mắt ra khỏi bộ ngực của nàng trong lòng âm thầm tỉnh táo chính mình tần mục a à, tần mục không có long mập ở bên người ngươi nhất định phải kiềm chế được hắn ổn định tâm thần tận lực không nhìn tới nữ tử băng cương ngọc cốt này tần mục lấy ra thái đế ấn cùng thái đế tế đàn lãng uyển thần vương lắc đầu nói ở trước mặt thái đế người lấy ra hai món bảo vật này chính là muốn chết tần mục đem hai món bảo vật này thu hồi tinh tế dò xét vô thượng thần thức lĩnh vực vô thượng thần thức lĩnh vực ở thái hư là do hắn dùng thái đế ấn cùng thái đế tế đàn phá giải nhưng mà không có hai món bảo vật này hắn mới phát hiện mình đối mặt lĩnh vực này vậy mà lại thúc thủ vô sách nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp hắn đi tới đi lui đình đầu mặt trời lên mặt trời lặn nhật nguyệt luân chuyển không ngừng thời gian một năm đã trôi qua lãng uyển thần vương nhắc nhở hắn tần mục trong lòng bối rối đột nhiên phúc trí tâm linh chẳng hiểu có nghĩa là gì trong tay nhiều hơn một cây châm gài tóc bằng gỗ đào lãng uyển thần vương nhìn châm gài tóc này lộ ra vẻ nghi hoặc tần mục bán ra từng tia nguyên khí thôi động châm gài tóc bằng gỗ đào đưa tay vạch một cái toàn bộ vô thượng thần thức lĩnh vực đột nhiên vỡ ra mặt trăng trên bầu trời đang di động đột nhiên dừng lại chỉ còn lại lác đác một vào ngôi sao treo ở phương đông bên ngoài hết thảy cũng đều khôi phục bình thường lãng uyển thần vương ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn một màn này nói không ra lời tần mục cũng là ngơ ngác đột nhiên dùng mình một cái thất thanh nói ta nghĩ thông suốt là ai giết lang thiên tôn với hắn mà nói lăng thiên tôn phải chết lãng uyển thần vương vẫn đang bị chấn kinh bởi việc tần mục chỉ dùng châm cái tóc bằng gỗ đào vạch một cái liền phá vỡ được vô thượng thần thức lĩnh vực đã vây khốn nàng không biết bao nhiêu vạn năm hầu như không nghe được lời hắn nói nàng quá khiếp sợ và rung động Đối với ngoại nhân mà nói, Tần Mục dùng thời gian hơn một năm phá đi vô thượng thần thức lĩnh vực, nhưng mà đối với nàng mà nói, Tần Mục chỉ suy tư trong chốc lát ngắn ngủi, liền dùng một cây châm gài tóc phá đi lĩnh vực vô địch này. Ai giết Lăng Thiên Tôn? Nàng mờ mịt nói, ai là Lăng Thiên Tôn? Tần Mục hưng phấn đi tới đi lui trên tế đàn, cười ha ha nói, Thái Đế, là Thái Đế A, gia hỏa khống chế thiên đế nhục thân tập sát Lăng Thiên Tôn, chính là Thái Đế A, lãng uyển thần vương vẫn mờ mịt, ai là thiên đế? Tần Mục Hưng phấn không hiểu, khi thì nắm chặt nắm đấm, khi thì quay châm gài tóc bằng gỗ đào, quay chung quanh nàng dạo qua một vòng lại một vòng. Thần thông của Lăng Thiên Tôn là vật chất không đổi, hoàn toàn có thể khắc chế thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực, không chỉ là khắc chế, thậm chí là hoàn toàn phá giải. Vô thượng thần thức lĩnh vực, thần thức ngưng kết thời không, tạo thành thời không bất động, ngoại giới thương hải tăng điền dị tượng. Bất luận kẻ nào tiến vào lĩnh vực của hắn hầu như đều sẽ bị ngưng kết, mà thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn lại phủ định khái niệm thời gian tồn tại cái gọi là thời gian trôi qua chỉ là giả tượng do vật chất cải tiến tạo thành thần thông của bọn họ một cái là ý thức quyết định vật chất một cái là vật chất quyết định ý thức chính là hai thái cực đại đạo do thái đề tìm hiểu ra có thể khống chế thời gian mà thần thông của lang thiên tôn lại nói nói cho hắn biết tuyệt chiêu cường đại nhất của hắn chỉ là giả tượng chỉ là ảo giác do sự phát sinh vật chất cải biến tạo thành vô thượng thần thức lĩnh vực của hắn chỉ là giả tượng bị thần thông vật chất không đổi của lang thiên tôn đâm rách cho nên lang thiên tôn phải chết lang thiên tôn không chết hắn không coi là vô địch trong thiên minh có rất nhiều thiên tôn đều lý do có sát hại lăng thiên tôn nhưng cũng không bức thiết bằng hắn bởi vậy người ở bên trong cơ thể thiên đế sát hại lăng thiên tôn nhưng lại bị nhốt ở trong thiên hà chính là thái đế lãng uyên thần vương lắc lắc đầu hơi không theo kịp suy nghĩ của hắn bất quá ý thức quyết định vật chất do tần mục nói tới quả thực là tinh túy của bộ tộc tạo vật chủ chỉ một câu nói kia liền đủ để khái quát thần thông cũng văn minh của bộ tộc tạo vật chủ mà vật chất quyết định ý thức dưới cái nhìn của nàng lại mười phần mới lạ tần mục ngửa đầu nhìn trời ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, như vậy, vì sao Thái Đế lại muốn dùng nhục thân thiên đế ám sát Lăng Thiên Tôn? Điều này nói rõ, nếu không có nhục thân thiên đế thì hắn không có cách nào để đối phó với Lăng Thiên Tôn cả, cũng là nói, hắn ẩn tàng bên trong thiên đình, là một trong những thủ lĩnh của thiên minh, hắn ám sát Lăng Thiên Tôn, liền có thể hủy đi bậc đại sát khí như nhục thân thiên đế này, đến lúc đó, trong thiên đình sẽ không có nhân vật nào có thể uy hiếp được hắn. Lãng Nguyên thần vương quan sát ra hòa vẫn chưa tới hai tuổi này, vậy mà lại nàng cảm thấy khi phân tích bí ẩn gia hỏa này có chút mê người mới vừa rồi thần vương có nói thái đế có được thần thức vĩnh hằng bất diệt có thể dùng bất kỳ hình thái nào để sống sót như vậy ta có một suy đoán thái đế bị nhốt trong nhục thân thiên đế ở thiên hà cũng không phải hoàn chỉnh có khả năng chỉ là một bộ phận của hắn tần mục suy nghĩ một lát nói hắn còn có một bộ phận sử dụng diện mục của thiên tôn sinh sống bên trong thiên đình nói như vậy thái đế là chia ra làm ba một bộ phận thần thức cùng nhục thể của hắn ở thái hư một phần hồn phách hoặc thần thức của hắn trong thiên hà, trong thiên đình cũng có bộ phận hồn phách hoặc thần thức của hắn. Nhưng hiện tại, khiến cho ta hiếu kỳ nhất chính là tại sao thần vương lại giống như tuyệt vô trần đến như vậy. Hắn đứng tại trước mặt lãng uyển thần vương, cẩn thận nhìn kỹ dung nhan đẹp đến động lòng người của nàng, mỗi mỏng phiếm hồng, mùi như quỳnh dao, mắt như ngọc bích, nữ tử đẹp mắt như thế, vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn kỹ như vậy. Mặc dù vân sơ tụ thường xuyên quấn lấy hắn nhưng hắn cũng không dám nhìn kỹ lãng huyền thần vương lại không có vẻ phong tình giống như vân sơ tụ bởi vậy tần mục lại càng lớn mật lãng huyền thần vương là lang thiên tôn gặp qua ngươi hay là vân thiên tôn hoặc thái đế gặp qua ngươi tần mục đột nhiên nói chắc chắn trong bọn họ đã có người gặp qua ngươi bởi vậy mới có thể chế tạo ra một tuyệt vô trần hoàn mỹ dụ hoặc cổ thần thiên đế ba người này đến cùng là người nào đã gặp qua ngươi lãng huyền thần vương để cho hắn tùy ý quan sát chính mình nói khẽ cửa ải thứ tư khảo nghiệm trí tuệ người đã thông qua Tần Mục vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ, chắc chắn trong ba người bọn họ đã có người gặp qua người, cho nên mới có thể sử dụng thuật tạo hóa để chế tạo ra một người giống người như đúc, tạo ra một tuyệt vô trần để dụ hoặc cổ thần thiên đế, chủ ý này là do ai nghĩ ra, nhưng làm cho ta càng hiếu kỳ chính là, có phải hay không Lãng quyền Thần Vương từng ra bên ngoài? Hắn bổ sung, nói, ý của ta là, phải chăng vào thời đại Long Hán, Lãng quyền Thần Vương đã rời khỏi Thái Hư? Lãng Uyển Thần Vương cười yếu ớt nói, "Thánh anh, ta là thần vương" Ngươi là thánh anh, không nên quá tò mò, lòng hiếu kỳ quá mạnh sẽ hại chết người. Tần mục lập tức nhu thuận đứng lên, không dò hỏi nàng nữa, thay một bộ đại hồng bào, ngoan ngoãn ngồi yên trên tế đàn. Lã Huyền Thần Vương từ trên tế đàn đi xuống, trở về chỗ ngồi của mình, nói: Thánh anh đã thông qua bốn cửa khảo hạch, trước hết mời thánh anh xuống dưới nghĩ ngơi. Thủ lĩnh các tộc sẽ chuẩn bị cho việc đại tế tiên linh giới. Một thời gian sau khi đại tế được tiến hành, thánh anh sẽ được đưa vào tiên linh giới dưới sự phân phó của nàng tu trọng cũng các tộc trưởng nhao nhao tiến hành chuẩn bị tần mục cũng đi xuống từ trên tế đàn nhìn thúc quân trên bảo tọa một chút sắc mặt có chút khó coi da mặt thúc quân cực dày mặt không đổi sắc cười ha ha nói chúc mừng thánh anh tần mục hừ một tiếng nghĩ đến hành vi của tên ác nhân này trong nội tâm hắn không được vui cho lắm lãng uyển thần vương nói tạo nghệ của thánh anh tại trên phương diện thần thông thần thức không cao ta nghĩ những ngày này ngươi nên dốc lòng học tập thần thông của các tạo vật chủ Ta không hy vọng khi đến tiên linh giới ta còn phải vì thân phận nhân tộc của ngươi giải thích cho các tiên linh đến nửa ngày. Nếu như ngươi đủ ưu tú, cho dù ngươi là nhân tộc, các tiên linh cũng sẽ tiếp nhận thân phận thánh anh của ngươi. Nếu như ngươi không đủ ưu tú, ta còn cần phải phí một phen giải thích thì bọn họ mới tiếp nhận ngươi được. Nàng có một khí chất bức người, mặc dù hình dáng của nàng và vân sơ tụ giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tần mục xương phải, hỏi, xin hỏi thần vương, ta tới tiên linh giới, gặp tiên linh của các vị tạo vật chủ là để làm gì? truyền thừa lãng uyển thần vương cất bước rời đi nói người sẽ thu hoạch được truyền thừa của bộ tộc tạo vật chủ từ thời thái cổ đến nay bộ tộc tạo vật chủ ta đã tích lũy không biết bao nhiêu là văn minh cùng tri thức nếu như tiên linh tán thành ngươi họ sẽ truyền những kiến thức này cho ngươi giúp ngươi trong nháy mắt trở thành tồn tại thông thái nhất vũ trụ trong lòng tần mục thình thịch đập loạn trong nháy mắt đạt được tích lũy văn minh trong ước vạn năm của tạo vật chủ còn có chuyện tốt bực này tuy rằng dưới cái nhìn của hắn văn minh cùng tích lũy trước đó của tạo vật chủ đều lạc hậu thô bỉ không chịu nổi nhưng nếu là văn minh sau khi bộ tộc tạo vật chủ tiếp thu hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung mở ra như vậy liền phi thường cao minh và lại các tạo vật chủ sáng tạo tinh thần sáng tạo thế giới loại thủ đoạn này cũng làm cho người bội phục vạn phần thúc quân cũng cực kỳ cực kỳ hâm mộ thầm nghĩ nếu như lão tử là thánh anh lãng uyển thần vương rời đi thần thức hóa thành âm thanh vang lên trong đầu tần mục tạm thời ta sẽ ở lại trong thanh vũ điện của tu dân tộc nếu như ngươi có nan đề nào có thể đến đây hỏi ta tần mục xương phải đưa mắt nhìn nàng rời đi thúc quân nói vị lãng Nguyên thần vương này không tầm thường đổi lại ta ta liền không cách nào thừa nhận một người ngoại tộc như ngươi trở thành thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ thế mà nàng lại có thể thừa nhận ngươi khí phách như thế ta không sánh được lã nguyền thần vương hoàn toàn chính xác có khí phách kinh người không thua gì đấng mày dâu thậm chí so với đấng mày dâu càng mạnh tần mục đối với nữ tử này tán thưởng không thôi đột nhiên liếc nhìn hắn một cái hư lạnh một tiếng thúc quân gượng cười hai tiếng nói ta không truyền thần thông của ta cho ngươi cũng là có nguyên nhân. Ngươi không khôi phục đầu óc cho ta, ta còn muốn lưu lại một chút thủ đoạn để đối lấy thần thức cùng khí huyết của ngươi. Nếu như tất cả đều dạy cho ngươi, khẳng định tiểu tử ngươi sẽ luyện chết ta. Tức giận trong lòng tần mục lập tức tiêu tán, khúc mắc giữa hai người bỗng không cánh mà bay, cười nói, quả thực không thể trách được thần vương. Tính cách của hắn chính là như vậy, lúc đầu quan hệ giữa hắn cùng thúc quân chính là quan hệ lợi dụng, đáng chân nhau. Thúc quân bởi vì là thần vương trong tạo vật chủ, không đồng ý thánh anh là hắn, làm bàn đạp cho hắn hoàn toàn hợp tình hợp lý ý chí như vậy tần mục vẫn phải có từ lê châu khâu yến long hạ đài các tộc trưởng của các tộc tạo vật chủ cùng tộc nhân của họ đang không ngừng tiến về lãnh địa tu dân tộc những tạo vật chủ này ở dưới sự chỉ huy của tộc trưởng các tộc đang không ngừng quan tưởng tạo vật dừng hình đại tế đàn chuẩn bị cho nghi thức tế tự mà tần mục cùng với thúc quân thì đang ở cùng một chỗ với các tạo vật chủ ấu niên những tạo vật chủ này tuy nhỏ tuổi nhưng lại có kiến thức hơn người bởi vì khi mới sinh ra bọn họ đã được thần thức quán thâu có được tri thức của tạo vật chủ trưởng thành tuy bọn họ biết được nhiều nhưng thần thức lại không mạnh đối với các loại thần thông thần thức cần phải không ngừng thi triển cùng ma luyện mới có thể nắm giữ được mục đích của tần mục khi tiếp xúc với những tạo vật chủ ấu niên này chính là để nắm giữ được cơ sở hình thành nên thần thông thần thức của bộ tộc tạo vật chủ mặc dù ở trong bộ trận khảo hạch hắn đã chiến thắng rất nhiều tạo vật chủ trưởng thành thậm chí thần thông thần thức còn đánh bại được chín tạo vật chủ nhưng ở trên cơ sở hắn vẫn còn rất yếu cái đầu to của thúc quân trôi lơ lửng trên không trung nhắm mắt theo sau tần mục đồng dạng nghiêm túc học tập thần thông cơ sở tuy rằng đôi khi thúc quân có vẻ hơi ngoan cố tự phụ quá mức nhưng không thể không thừa nhận lòng dạ khí phách cùng trí tuệ của hắn đều thuộc dạng thượng thừa lúc tần mục sửa đổi tam viên thượng thức hắn liền ý thức được công pháp thời đại thái cổ đã lỗi thời nhất định phải nhanh chóng sửa đổi nếu không bộ tộc tạo vật chủ sẽ bị thời đại đạo thải khi tần mục cảm thấy đại la vô thượng thần thức do thái đế sửa đổi để phù hợp với hệ thống tu luyện thiên cung thần tàng hoàn toàn vô dụng với chính mình hắn liền ý thức được công pháp của bộ tộc tạo vật chủ cũng phải sửa đổi như vậy thậm chí công pháp của hắn cũng phải theo phương diện này mà tiến hành sửa đổi khi hắn chứng kiến cái cách biến pháp của tạo vật chủ ở đây đã hoàn toàn quang đi truyền thống thời đại thái cổ hắn cũng không có giận dữ về việc tạo vật chủ ở thế giới này cái biến hệ thống tu luyện nguyên nhân hắn cảm thấy tức giận là do các tạo vật chủ ở thế giới này đã bỏ đi truyền thống giản lược theo hướng có hoa không có quả hắn cho rằng nghệ thuật hoa lệ chẳng có bao nhiêu tác dụng với thần thông tạo vật chủ hắn có đầy đủ năng lực để làm một vị lãnh tụ vì sao các ngươi lại muốn quan tưởng đồ vật phức tạp như vậy thúc quân nhìn thấy một tạo vật chủ ấu niên cao hai trượng sáu đang nhìn những phủ văn trên một mảnh vách đá để quan tưởng những phủ văn kia chính là hỏa diễm văn trong hệ thống tu luyện thiên cung thần tàng nhìn không được hỏi trực tiếp quan tưởng ra hỏa diễm thần thức càng mạnh thì uy lực của hỏa diễm càng mạnh như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao tạo vật chủ ấu niên kia lắc đầu nói quan tưởng loại phù văn phức tạp này có thể tăng lên cường độ thần thức độ mềm và dẻo độ nhạy tốc độ phản ứng để thần thức biến hóa càng thêm nhỏ thúc quân muốn nhíu mày chỉ là không có lông mày tần mục cung cấp cho hắn một chút khí huyết cùng thần thức lúc này thúc quân mới mọc ra hai phiến lông mày đen thô cao mày nói như vậy tại thời điểm các ngươi chiến đấu các ngươi có hay không giản lực đi thần thông thần thức của mình tạo vật chủ ấu niên kia lại lần nữa lắc đầu nếu dùng phù văn để tạo dựng hình thái hỏa diễm uy lực sẽ mạnh hơn so với trực tiếp quan tưởng ra hỏa diễm bởi vậy khi tạo dựng chúng ta đều làm tỉ mỉ cẩn thận con mắt của thúc quân gần như từ trong hốc mắt lồi ra cả giận nói như vậy tốc độ phản ứng của thần thức sẽ trở nên chậm hơn thần thông thần thức mấu chốt chính là nhanh lấy xu thế nhanh không gì sánh được khắc chế biến hóa của đối phương làm cho đối phương chưa kịp phản ứng đã chết cứng các ngươi làm như vậy là vứt bỏ truyền thống của tộc chúng ta tần mục lại hào tâm cung cấp cho hắn thêm chút ít khí huyết cùng thần thức giúp cho hắn mọc ra mi mắt miễn cho trong mắt lại lòi ra tạo vật chủ ấu niên kia không hiểu cười nói trong lúc chúng ta không ngừng quan tưởng phù văn đã được lạc ấn tại bên trong thần thức chúng ta mà số lượng phù văn cơ sở thực sự không nhiều hỏa diễm văn chỉ có hơn 200 loại chỉ cần ngày bình thường chúng ta không ngừng quan tưởng khắc hơn 200 phù văn hỏa diễm này vào trong thần thức là đủ thần sắc thúc quần ngốc trệ qua thật lâu hắn thở dài lãng uyển làm thần vương ta tâm phục khẩu phục tiểu tử thúi ngươi chừng nào thì giúp ta khôi phục một chút đại não không có đầu óc thực sự không được tần mục đang muốn nói chuyện thúc quân thở dài ta không đi theo ngươi nguyên thạch là của ngươi ta không đoạt ngươi ta dự định lưu tại nơi này nghiêm túc học tập một đoạn thời gian tu luyện lại từ đầu ở thời đại thái cổ ta có thể trở thành thần vương vạn dân kính ngưỡng hiện tại ta nhất định ta cũng có thể làm được một lần nữa trở thành thần vương tần mục nhẹ nhàng thở ra cười nói thần vương có hùng tâm như vậy ta tự nhiên sẽ thành toàn bất chợt Thần tình của hắn khẽ động, ánh mắt rơi vào trên thân một tạo vật chủ ấu niên ở đằng xa. Tạo vật chủ kia hẳn mới chỉ một hai tuổi, trên người mặc một cái yếm đỏ. Thúc quân, người đợi ta một lát, trong đầu tần mục nổ vang, vội vàng đi về phía tạo vật chủ đeo yếm. Tạo vật chủ đeo yếm kia thấy hắn đi tới liền vội vàng xoay người, độ ra bờ mông trần chuồng chạy ra xa. Tần mục bước nhanh đuổi theo hắn, hai người đi đến chỗ hẻo lánh. Tần mục cười lạnh nói, ta nhận ra người, kha hoàng, một đời thiên tôn, vậy mà mặc thành dạng này, quả thực không biết xấu hổ kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người